chương 1266 công kích mạnh nhất. Dưới Thánh Sơn hình tượng, giờ phút này rất chấn động lòng người. Thánh Sơn phía Nam Hoang Nguyên có một đầu dài đến ngàn dặm cái khe to lớn, trên cánh đồng hoang còn có vô số vỡ ra hố sâu, khe hở cùng trong hố sâu, từng bầy lòng đất sinh vật dương nhanh múa vuốt, gầm thét lao ra, càng xa xôi lít nha lít nhít lòng đất sinh vật như châu chấu hướng bên này vào tới. To lớn trên cánh đồng hoang, có hơn 2 vạn kim cương quân đội võ giả, mỗi người thần thuẫn lấp lánh, binh khí vung vẩy, cùng lòng đất sinh vật chính tiến hành quyết tử đấu tranh. Mỗi thời mỗi khác đều có lòng đất sinh vật bị đánh giết, bị xoắn thành thịt nát, hoang nguyên sớm bị máu đen nhuộm thành màu nâu đen. Đương nhiên cũng có nhân tộc võ giả không ngừng bị giết chết, thi thể bị hắc khí xâm nhập, cuối cùng vô thanh vô tức bị ma tinh đằng kéo vào dưới mặt đất. Trên không một đám cường giả khí thế kinh thiên, riêng phần mình phóng thích ra kinh khủng công kích, bọn hắn tại tập trung công kích một quang cháo. Kia màn hào quang bởi hắc khí ngưng tụ mà thành, nhưng lại có thể rõ ràng thấy rõ ràng bên trong tất cả mọi người. Đám này cường giả sắc mặt âm trầm, trong mắt đều là cấp bách, không có đình chỉ qua công kích, đáng tiếc cái kia màn hào quang liền là bất phá. Trái lại màn hào quang bên trong người lại cùng người bên ngoài lại hoàn toàn khác biệt, hai ba trăm vạn người tụ tập tại một chiếc thiên cơ thuyền bên cạnh trầm mặc đứng thẳng, trong đôi mắt thần sắc rất là phức tạp. Thiên cơ thuyền trên không có 50 cái cường giả, 49 người vây quanh một cái mỹ lệ nữ tử nhanh chóng xoay tròn ở giữa hình mộng huyền nhẹ nhàng nhảy múa, mỹ nhan như thơ, man múa như vẽ, bất quá đầy trời hắc khí đều hướng nàng hội tụ mà đi, phá hủy cái này mỹ lệ hình tượng. Càng quỷ dị chính là thiên cơ thuyền bên trên, chiếm cứ vũ nghịch thân thể hình ma cùng bác đế kiếm đế thú đế ngồi vây quanh tại một tấm bản vuông trước. Mọi người nhàn nhã lấy thưởng thức trà, nhìn phía dưới chiến đấu khốc liệt, hình ma cùng bác đế thần thái rất bình tĩnh. Tựa như ngồi tại giác đấu trường thượng khán một đám thấp hèn binh sĩ cùng giã thú tại bác đấu quần chúng, thú đế cùng kiếm đế coi như có chút lương chi, đôi mắt chỗ sâu thỉnh thoảng hiện lên vẻ bất nhẫn cùng bất an. Phía dưới chiến đấu càng thêm kịch liệt, phía dưới đã không biết có bao nhiêu lòng đất sinh vật, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, đoán chừng ít nhất có mấy trăm triệu. Trong đó cường đại thi tương thi thú ít nhất có mấy trăm vạn, những này đều là có thể đối thiên quân võ giả tạo thành tổn thương sinh vật cường đại. Hắc vụ nhàn nhạt bao phủ phương viên số vạn lý, sắc trời càng thêm âm trầm. Những này hắc vụ đều là thi khí, theo thi thú thi binh trên thân tản ra, chiến đấu kéo càng lâu, hắc khí hội càng nồng đậm, phía dưới liên quân hội càng nguy hiểm, không cẩn thận thần thuẫn bị ăn mòn phá vỡ, chờ đợi bọn hắn kết cục chỉ có chết. Có rất nhiều người cùng gia tộc kỳ thật đã nảy mầm thoái ý, nhưng bốn phương tám hướng đều là thi thú, trong thời gian ngắn căn bản phá vây không đi ra. Giống như từ không trung phi hành, sẽ nguy hiểm hơn, theo giang giật bọn người gặp cường độ công kích đó có thể thấy được, một khi bay lên không hội lại càng dễ chết đi. Trọng yếu nhất chính là, coi như có thể trốn, bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Thiên hạ chi đại lại có địa phương nào là an toàn nhân tộc liên quân một khi bại, chờ đợi bọn hắn kết cục chính là bị hình ma bắc đế thú đế kiếm đế đám người quân đội truy sát. Một khi có người phá vây, sẽ gây nên tan tác, đến lúc đó toàn bộ thiên tinh giới sẽ triệt để xong đời. Sở dĩ không ai dám cái thứ nhất lui, ai dám cái thứ nhất chạy trốn, sẽ gánh vác một thế bêu danh, gặp cả đời chế diễu cùng sỉ nhục. Có rất nhiều cường đại thi thú cùng thi binh, cùng có thể phi hành thi chim đều hướng giang giật bọn người phóng đi. Bọn hắn mục tiêu quá rõ ràng, thân thể khí huyết cường đại, tự nhiên dễ dàng hấp dẫn càng cường đại lòng đất sinh vật công kích. Vù vù, có một đầu to lớn thi long hướng giang giật gào thét mà lên, kia to lớn cánh thịt còn tại chảy nùng huyết, còn không có tới gần một cỗ mùi hôi thi khí tự cuồng phún mà đi, đem giang giật bao phủ đi vào. Đồng thời một đầu thô to đuôi rồng mang theo một trận tiếng rít, hóa thành tàn ảnh hung hăng hướng giang giật vỗ xuống, muốn đem hắn tươi sống đập chết. Cút, Giang giật thả ra rất nhiều lần đồ thần chảm vẫn như cũ không cách nào đánh tan phía trên màn hào quang, nội tâm chính giận không thể nghỉ, cái này thi long xem như chính mình muốn chết, hắn hỏa long kiếm bên trên quang mang lấp lánh mấy vạn hỏa long gào thét mà đi, hung hăng nện ở thi trên thân rồng. Oanh, Giang giật đệ thất khỏa tinh thần dị biến, nguyên lực cảnh giới đề cao, cái này phổ thông uy lực công kích cũng tăng lên mấy vạn đầu tiểu hỏa long đem thi long thịt thối nổ bay đầy trời tung tóe cũng đem nó thân thể khổng lồ nổ bay trùng điệp nện ở nơi xa trên núi nhỏ ngao thi long hai cánh mở ra lần nữa đằng không mà lên bọn chúng đều là tử vật sẽ không cảm thụ thống khổ không có linh hồn đừng nói giang giật đem nó thịt thối nổ phá hư coi như nửa người nổ không còn chỉ cần nó còn có thể động vẫn như cũ hội đánh tới công kích phật đế mấy người cũng gặp khác biệt trình độ công kích đương nhiên loại này cấp bậc công kích đối với bọn hắn tới nói quá yếu chỉ cần chú ý không bị thi khí xâm nhập, thần thuẫn bất phá, còn lại ngược lại là không quan hệ nhiều lắm. Vù vù, Giang Tiểu Nô không có thần thuẫn, nhưng nàng tốc độ quá nhanh, thì thú căn bản không thể đánh chúng nàng. Nàng công kích một trận vòng bảo hộ phát hiện không thể kích phá hướng phía dưới phóng đi, nó chuyên tìm cường đại thi tương khai chiến, mỗi lần thân thể lóe lên, một tên cường đại thi tương sẽ bị tươi sống xé rách. Trên người nàng còn không có một giọt máu đen, kia hiện ra lục quang móng vuốt rất sắc bén, những này thi tương căn bản không thể ngăn cản. Lão gia tử, làm sao bây giờ? Giang giật thả ra đồ thần chảm, đem đầu kia thi long triệt để thẻ thành bột mịn, lúc này mới quay đầu nhìn qua Phật đế. Phía dưới chết đi quân đội đã đạt đến 500 vạn, nếu như tiếp tục nữa, đoán chừng cái này hơn 2.000 vạn người đều muốn chôn xương tuyết vực. Toàn bộ các ngươi người phối hợp ta công kích, ta vận dụng thiên lực, phóng thích một kích mạnh nhất đi. Phật đế dừng một chút trầm giọng truyền âm nói, hắn còn đồng thời truyền âm cho thánh hậu, hiên đế bọn người, để mọi người cùng nhau công kích. Lần này hắn cũng không để cho hiên đế thất vọng, thành công cảm ngộ y phiêu phiêu ban cho hiên đế thượng giới thần thông. Hiên đế cũng rất lớn mới, đem còn sót lại một chút xíu thiên lực cho Phật đế một nửa, để hắn có thể phóng thích một lần thượng giới thần thông. Tốt, sở hữu cường giả đôi mắt đều phát sáng lên, toàn bộ âm thầm bắt đầu ngưng tụ nguyên lực, chuẩn bị phóng thích công kích mạnh nhất. Hiên đế trên thân còn có một chút xíu thiên lực, nhưng hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không vận dụng, Hắn chiến lược chỉ có bát tinh, coi như dùng cũng chỉ có cửu tinh, còn không bằng đợi lát nữa lại cho Phật đế sử dụng. Ông, Phật đế toàn thân quang mang lấp lánh, phía sau xuất hiện một cái cao trăm trượng Phật đà hư ảnh, để hắn thoạt nhìn như là một tôn thần đệ. Hắn tại thời khắc này ngực sáng lên một vệt kim quang, tiếp lấy khí thức trên thân vô hạn dâng lên, kinh động đến giữa sân tất cả mọi người. Cái này, cảm nhận được Phật đế kịch liệt dâng lên khí thế, kiếm đế thú đế nhao nhao động dung, bác đế cũng đứng lên, một tay bắt hắn lại thần khí trường đao. Hình ma lại cười nhạt một cái nói, liền chờ lão hòa thượng vận dụng tuyệt chiêu đâu, uyển nhi. Tốt, hình mộng uyển đôi mắt sáng như tinh thần, trên người nàng hắc khí đột một ngưng tụ ra mười đầu hắc long, gào thét mà ra đột nhiên hướng phía dưới dưới mặt đất đánh vào. Tại cái này mấy đạo hắc khí đánh ra trong nháy mắt, toàn bộ phụ cận mặt đất đều nổ tung, tiếp lấy mười đạo bóng đen bắn ra. Kia mười đạo bóng đen khí tức phi thường cường đại, hẳn là đạt tới thi hoàng cấp bậc lòng đất tối cường sinh vật, cái này 10 đạo bóng đen phân biệt hướng Phật đế, Giang Dật, Thánh Hậu, Hiên đế, Giang Tiểu Nô, Doãn đế, Dạ Hậu bọn người công kích mà ra, tốc độ quá nhanh, như mọi người không né tránh tuyệt đối sẽ bị đánh chúng. Đừng quản bọn chúng, công kích, Phật đế giống giận, một tay hướng phía trước đánh ra một trường, một cái đạt tới ngàn trường to lớn bàn tay màu vàng óng gào thét mà ra, Giang Giật mấy người cũng gầm hét lên, hoàn toàn không để ý đến phóng tới bóng đen, toàn lực công kích Thiên Minh thần trận, như thế lần này không thể phá trận trận chiến này tự triệt để không cần đánh. Phật đế to lớn bàn tay vàng, giang giật đồ thần trảm, hiên đế vạn điểm hàn quang, thánh hậu diệt ma ấn, doãn đế ôm sơn quyền, dạ hậu. Toàn trường sở hữu bán thần công kích mạnh nhất đồng thời phóng thích, cùng một chỗ đột nhiên đập vào lồng ánh sáng màu đen bên trên. Một sát na kia ở giữa toàn bộ thiên địa đều bị chấn động, một đạo quang mang chói mắt tựa như liệt nhật bảo tạc, làm cho tất cả mọi người đều mù. Âm âm tiếng nổ làm cho tất cả mọi người lỗ tai hoàn toàn mất thông, kinh khủng sóng xung kích còn đem vô số người cùng thi thú thi binh tung bay ra ngoài. Bất quá giờ khắc này vô số người linh hồn run rẩy, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, tại mất minh tiền trong nháy mắt mọi người thấy cái kia tựa hồ vĩnh viễn không thể đánh tan lồng ánh sáng màu đen, rốt cục phá vỡ. Chương 1267, Thiên tinh giới chúa tể. Thiên minh thần trận phá vỡ, điều này đại biểu lấy mọi người còn có một tuyến hy vọng, giống như cái này trận không phá được, bằng vào vô cùng vô tận lòng đất sinh vật, Hình ma liền có thể nhẹ nhõm mài chết tất cả mọi người Trừ phi giang giật bọn người không để ý phía dưới nhân tộc liên quân chết sống Không để ý thiên ẩn tông tuyết vực chết sống Không để ý toàn bộ thiên tinh giới tồn vong Vẫn là câu nói kia, thiên hạ chi đại Nơi nào an thân giống như một trận chiến này bại Giang giật bọn người coi như bỏ chạy chân trời góc biển Cũng sẽ bị đuổi giết, cuối cùng vẫn lạc Dâm dâm dâm, rất nhiều người khóe miệng vui mừng còn không có khuết tán rất nhanh động lại mấy đạo trầm muộn nổ vang để mọi người vừa mới hưng phấn lên nội tâm, lần nữa chìm vào đáy cốc. Mười đạo bóng đen lóe lên, sau đó Phật đế Giang Giật Hiên đế Thánh Hậu Thánh Hoàng Giang Tiểu Nô bọn người toàn bộ bị đập bay ra ngoài, mà lại rất nhiều người còn rõ ràng nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Rất nhiều người lúc này mới thấy rõ ràng kia mười đạo bóng đen hình dáng, đây là mười cái người mặc màu đen chiến giáp hình người thi tương, toàn thân bao phủ tại chiến giáp cùng trong nón an toàn, chỉ có thể nhìn thấy mười đôi con mắt đỏ ngầu. Mười cái thi tương không có bất kỳ cái gì binh khí, vừa rồi cũng vẻn vẹn vận dụng công kích đơn giản nhất, vẻn vẹn đập một quyền. Nhưng cái này phổ phổ thông thông một quyền, lại đem Phật đế hiên đế doãn đế giả hậu Phật hoàng giang giật đám người thần thuẫn đều đập bể, mà lại một quyền đem giả hậu mấy cái người ngược cho thẻ lõm tiến vào. Dầm dầm dầm, 10 người đều bị nện tiến vào phía đông một tòa trong núi lớn, đem đại sơn ném ra 10 cái lỗ thùng. Đại sơn kịch liệt chấn động, phía trên núi đá lăn xuống không ngớt, Giang giật bọn người còn không có theo trong núi bay ra ngoài, 10 tên thi tương thân thể lóe lên hóa thành 10 đạo hắc quang, vọt vào lòng núi. Tốc độ này, mặc Gia hiên gia tộc trưởng liếc nhau, nhìn thấy mà giật mình, cái này 10 tên thi tương tốc độ vượt qua cửu tinh cường giả, nhưng so sánh giang tiểu nô. Mà lại một quyền đập phá Phật đế thần thuẫn, lực lượng này nên có bao nhiêu cường đại cái này 10 cái thi tương là nhân loại võ giả có thể chống lại sao? ầm, um, bên kia Sơn Phong đột nhiên bạo liệt, một cái thi tương bị đập bay ra, thánh hoàng kia khôi ngô như rồng tượng thân thể bắn ra, đầy mắt tức giận. Oanh, tiếp lấy lại là một tên thi tương bị nện ra, giang giật phá đất mà lên, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Cũng không phải là giang giật thụ thương, mà là hắn phát hiện Phật đế bọn người bị trọng thương. Cái này 10 tên thi tương thời cơ xuất thủ lựa chọn quá tốt rồi, Phật đế bọn người vừa rồi lại toàn lực thôi động công kích mạnh nhất, giống như dừng lại nói sẽ thất bại trong gan tắc, sở dĩ chỉ có thể ngạnh kháng 10 tên thi tương công kích sở dĩ bọn hắn có thể như thế nhẹ nhõm đánh tan phật đế thánh hậu đám người thần thuấn cũng không phải là bởi vì bọn hắn lực lượng cường đại đến không người có thể dùng chống lại tình trạng mà là bởi vì thi khí vô cùng nồng đậm thi khí bọn hắn lợi dụng thi khí hủ thực mọi người thần thuấn sau đó dùng lực lượng cường đại đem mọi người kích thương giang giật có huyền thần khải thánh hoàng nhục thân nhưng so sánh cử tinh giang tiểu nô giờ phút này cũng bay ra nàng tốc độ nhanh tránh né phần lớn lực công kích Ba người cũng không nhận được bao lớn tổn thương, những người còn lại rõ ràng khổ bức. Hiu, Giang giật ba người lên núi phong bên trong bắn tới, rất nhanh sơn phong bên trong không ngừng rung động, sụp đổ, đá vụn bay đầy trời, bụi đất giả thiên. Không ngừng có thi tương bị Giang giật cùng Thánh Hoàng Giang Tiểu Nô đập bay ra. Đáng tiếc những cái kia thi tương nhục thân cũng dị thường kinh khủng, bị đập bay sau khi ra ngoài lập tức lại xông tới. Hiu, 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 rất nhiều người bắn tới hỗ trợ, Phật đế bọn người cũng không thể chết nếu không ai đi đánh giết hình ma A tử thần mật trong nước 60 tên đại tù trưởng điên cuồng phóng đi, công kích kia 10 tên cường đại thi tương, cho giang giật bọn người cơ hội thở dốc. Phanh phanh phanh, 10 đạo thân ảnh theo sơn phong bên trong bay vụt mà lên, mọi người quét qua, nhao nhao tinh thần đại chấn, Phật đế thánh hậu hiên đế doãn đế thánh hậu bọn người mặc dù sắc mặt trắng bệch, rõ ràng bị thương, nhưng hẳn là còn có sức đánh một trận. Ha ha, thiên minh thần trận phá vỡ về sau, hình ma bọn người một mực không nhúc nhích, giờ phút này các loại chờ vật đế bọn hắn bay vụt lên nửa điểm, hình ma mới cười nhạt một cái nói, chơi vui sao. Không dễ chơi, Giang giật quát khẽ một tiếng, thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén hướng thiên cơ thuyền phóng đi, Phật đế bọn người cấp tốc trầm mặc đuổi theo. Kia 10 tên thi tương phòng ngự phi thường cường đại, toàn thân như hàn thiết đổ bê tông mà thành, coi như bọn hắn trong thời gian ngắn đều rất khó đánh giết. Dựa vào phía dưới điểm này người càng là không có khả năng, thậm chí rất nhanh người phía dưới đều sẽ bị thi tương trọng thương. Nhưng mọi người đã không để ý tới, thiên minh thần trận phá, bọn hắn còn không bắt được máy hội lời nói, vậy liền rốt cuộc không có có cơ hội. Không dễ chơi vậy liền đến điểm chơi vui, hình ma hướng trên không trung nhìn lướt qua, hình mộng uyển cười nhạt một tiếng, trên thân nhanh chóng ngưng tụ hắc khí hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Mỗi lần đánh ra một đạo hắc khí, phía dưới mặt đất đều sẽ bạo liệt, tiếp lấy một người mặc hắc giáp cùng kia 10 tên thi tương giống nhau như lúc thi tương bắn nhanh mà ra, dùng tốc độ khủng khiếp hướng mọi người chặn đường mà đi. 5 cái, 10 cái, 50 cái, 100 cái. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, lần nữa có 100 cái tốc độ nhưng so sánh Giang Tiểu Nô, phòng ngựa nghịch thiên thi tương xuất hiện, đem Giang giật bọn người toàn bộ chặn lại xuống tới. Những này thi tương như từng đợt hắc phong tại bốn phía bay múa, hung hãn không sợ chết, hoặc là nói căn bản cũng không biết rõ chết là gì, bọn chúng cuốn lấy mọi người điên cuồng công kích, để Giang giật bọn người lập tức lâm vào khổ chiến. Xong, giờ khắc này, tất cả mọi người nội tâm đều chìm xuống dưới, 110 cái cường đại thi tương, đủ để đem thụ thương Phật đế bọn người tươi sống mệt chết. Giang giật cùng thánh hoàng phòng ngự cường đại, Giang tiểu nô tốc độ nhanh, thi tương công kích có lẽ sẽ không để cho ba người trọng thương, nhưng ba người có thể kiên trì bao lâu các loại chờ Phật đế bọn hắn trọng thương chết đi về sau, bằng vào ba người lại có thể làm gì. Toàn bộ thiên tinh giới đều là bản tọa nuôi nhốt súc sinh, ta muốn giết tự giết, muốn làm thịt tự tể, thậm chí ta có thể tùy thời để thiên tinh giới diệt thế, để kế tiếp văn minh sinh ra. Vô số người trong đầu hiện ra hình ma lời nói, không hiểu cảm thấy câu nói này rất có đạo lý. Cũng minh bạch vì sao kiếm đế cùng thú đế bắc đế chịu khăng khăng một mực cho hình ma làm chó săn, bởi vì hình ma nắm giữ lực lượng quá cường đại, cũng như năm đó huyền đế, không người chống lại. Thiên Minh Tông là thập đại ẩn tông xếp hạng thứ nhất, bọn hắn chưa từng tranh bá, cũng chưa từng hỏi đến đại lục phân tranh. Trong lịch sử đại lục xuất hiện rất nhiều lần nguy cơ, có mấy lần cửu đế gia tộc đều kém chút hủy diệt, nhưng thiên minh tông chưa bao giờ lộ ra qua hắn diện mục dữ tợn. Lúc này, mọi người rốt cuộc minh bạch, thiên minh tông vì sao không tranh bá bởi vì bọn hắn liền là thiên tinh giới chúa tể, chính như hình ma nói tới hắn muốn giết cứ giết, muốn làm thịt tiểu tể, hắn tùy thời đều có thể triệu tập lòng đất cường đại lực lượng, đem thiên tinh giới cho hủy diệt. Đã thiên minh tông có được như thế cường đại lực lượng, kia hình ma vì sao muốn dùng nhiều như vậy âm mưu quỷ kế vì sao hình ma còn muốn vào tử thần mật trong nước bố cục trực tiếp triệu tập lòng đất đại quân hủy diệt thiên tinh giới cường giả không được sao mà. Giang giật trong đầu hiển hiện một cái thật sâu nghi hoặc, bất quá rất nhanh giả hậu một tiếng hét thảm, để hắn không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Hắn nổi giận vung vẩy hỏa long kiếm hung hăng đập bay một tên thi tương, hắn nhìn thấy giả hậu máu me khắp người đập xuống xuống dưới, ánh mắt nhìn về phía cùng thi tương kịch chiến giang tiểu nô cùng thánh hoàng trong mắt của hắn lấp lánh ra vẻ điên cuồng truyền âm nói, Long khuất, tiểu nô, yểm hộ ta, ta đi giết hình ma. chương 1268, bắc đế, chết. Thiếu chủ, hiên đế thụ thương rất nghiêm trọng, rất nhiều lần đều tràn ngập nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không dùng tới sau cùng một điểm thiên lực. Hắn giờ phút này nhìn thấy giang giật trong mắt điên cuồng, đột nhiên truyền âm tới, tiểu thư lưu cho ta còn có một điểm thiên lực, cái này là chân thần mới có tiên nguyên, người nhanh dùng thiên lực đi giết hình ma. Ông, hiên đế ngực sáng lên, một vệt kim quang theo trong thân thể của hắn bắn nhanh mà ra, chui vào giang giật ngực, giang giật hỏa long kiếm quang mang một thịnh, bảo hống toàn bộ lăn đi. Ba đầu hỏa long gào thét mà đi đem phía trước mấy tên hắc giáp thi tương hắc giáp tầng tầng nổ tung, đồng thời đem bọn hắn cho nổ bay, giang giật nguyên lực chấn động, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn ra. Tranh tranh, thánh hoàng cùng giang tiểu nô nghe được giang giật truyền âm đồng thời động, giang tiểu nô lợi chảo vung vẩy, hung hăng chộp vào hai tên hắc giáp thi tương bên trên, gây nên từng mảnh từng mảnh bang bang âm thanh, hai tên thi tương bị nàng bẻ vụn một mảnh thịt thối, hung hăng quét bay ra ngoài. Oanh, thánh hoàng mạnh hơn, thi tương công kích hắn gần như coi thường, hai cái nổi đất lớn nắm đấm đột nhiên một đập, một cái thi tương giống như phá bao tải bay đi. Thánh hoàng cùng giang tiểu nô một trái một phải như hai cái bảo tiêu, phân biệt cản lại giang giật hai bên trái phải thi tương, hộ tống giang giật phá vây. Phật đế mấy người cũng rất phối hợp, toàn bộ điên cuồng công kích, ngăn lại hướng ba người phóng đi thi tương mặc dù bọn hắn cũng không cho rằng giang giật có thể đánh giết hình ma nhưng giờ phút này phật đế cùng thánh hậu thụ trọng thương giang giật trên người có thần khí đây là cơ hội cuối cùng ha ha hình ma nhìn qua điên cuồng phóng tới không ai có thể ngăn cản giang giật hướng bắc đế nhìn một cái nói võ thương đi bồi tiểu tử này chơi đùa tốt võ thương trở tay bắt lấy thần khí chiến đao thân thể trầm xuống thiên cơ thuyền khẽ run lên hắn thân thể như cuồng long bắn ra trường đao giữa không trung vung lên một nửa hình tròn đột nhiên hướng giang giật đánh xuống suy suy một đạo dài vạn trượng đao mang tự chân trời mà đến tựa hồ đem toàn bộ thương khung đều chém thành hai bên đao mang tốc độ quá nhanh quá nhanh giang giật vừa mới đem phía trước hai tên thi tương đánh bay đao mang kia đã hung hăng bổ tới thiên đế thuẫn giang giật gầm thét một tiếng một khối nho nhỏ hắc kim thuẫn bài xuất hiện cấp tốc phóng đại cuối cùng như một cái xác rùa đen ngăn tại giang giật phía trước không gian kia kinh thiên đao mang hung hăng bổ vào thiên đế thuẫn bên trên. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang trầm trầm lên, kinh khủng khí lãng đem phụ cận mấy tên thi tương đều tung bay ra ngoài, bất quá thiên đế thuẫn vẻn vẹn khẽ run lên, đều không có bị đập bay ra ngoài, thần khí này tấm chắn lực phòng ngự làm người nghe kinh hãi. Hưu, Giang giật chịu lấy thần khí tấm chắn hướng phía trước cuồng sông, cấp tốc rút ngắn cùng võ thương khoảng cách, cái sau vung vẩy thần khí trường đao liên miên không dứt đánh xuống, vẻn vẹn mấy hơi thời gian tự đánh xuống ít nhất mấy trăm đao không gian giam cầm, các loại chờ giang giật tới gần ngàn trượng khoảng cách, phó thương đình chỉ công kích, đột ngột thả ra hắn cửu tinh đạo văn. Một đạo hắc quang từ trên người hắn phúc tán mà đi đã tới thiên đế thuẫn phía trước, một cái cửa đại không gian lỗ đen hình thành, đem giang giật cùng thiên đế thuẫn toàn bộ cầm giữ đi vào. Đầu tiên, các người cũng đi chơi đùa đi, đem tiểu tử này cho đánh chết tươi. Hình ma khoát tay áo, kiếm đế thù đế bay đi, vòng qua thiên đế thuẫn, ra giang giật hai bên trái phải, đồng thời đánh ra đạo văn của mình công kích, một đạo lưu quang cùng một cái cự đại quyền ảnh hung hăng nện ở giang giật trên thân. Thiếu gia, thiếu chủ, giang tiểu nô cùng thánh hoàng giống giận, nhưng trên không hình mộng huyền đã lặng yên khống chế hơn 10 người hắc giáp thi tương đem hai người vây lại, hai người tả đột hữu thiểm nhưng căn bản sông không ra vòng vây. Hắc giáp thi tương phòng ngừa quá kinh khủng, mỗi lần bị đánh bay ra ngoài lập tức lại vọt lên, bằng vào hai người công kích lực độ, nghĩ thời gian ngắn đem đám này thi tương nhục thân toàn bộ hủy đi, gần như không có khả năng. rầm rầm dầm, dầm, dầm. Kiếm đế thú đế không ngừng công kích tại giang giật trên thân, bắc đế thì không ngừng giam cầm không gian, để giang giật căn bản không động được, hắn chỉ có thể mạnh mẽ kháng trụ hai vị bát tinh cường giả công kích. Cũng may huyền thần khải là thần khí, cơ hồ là hủy không được tồn tại, giang giật thân thể bị 10 con thánh thú tinh huyết tăng phúc, còn có y thiền lôi điện chân nguyên rèn luyện, nhục thể phi thường cường đại, gần với thánh hoàng phía dưới, sở dĩ hai người công kích cũng không còn như để hắn trong nháy mắt trọng thương. Hắn không chết được, vấn đề là, theo thời gian trôi qua, Phật đế bọn người muốn không chống nổi. Phật hoàng doãn hoàng đêm hoàng bọn người bị đả thương nặng, giả hậu máu me khắp người, doãn đế ngực còn tại đổ máu, kia 60 đại tù trưởng đã chết đi vượt qua 15 cái, mấy nhà bán thần tử thương hơn phân nửa. Phía dưới chiến đấu càng khốc liệt hơn, thời gian dài thi khí xâm nhập ăn mòn, để rất nhiều võ giả đỡ không nổi. Thần thuẫn bị ăn mòn phá vỡ, mà hậu thân thể bị thi khí bao phủ, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, cuối cùng bị thi binh thi thú bao phủ. Giờ phút này phía dưới hơn 2.000 vạn liên quân, tử thương đã nhanh đạt tới một nửa. Vận dụng thiên lực, sang giật đôi mắt chuyển động, hiên đế cho giọt kia màu hoàng kim thiên lực, hắn có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Một khi hắn vận dụng giọt kia thiên lực, đoán chừng nhẹ nhóm có thể thoát khỏi không gian giam cầm, nhưng giống như giờ phút này vận dụng, đợi lát nữa hắn cùng hình ma tao ngộ lên, lại lấy cái gì cùng hắn liều. Cái này lão ma đầu linh hồn đã tiến hóa thành thần hồn, đạt đến chân thần tình trạng, lần trước là may mắn, Thánh Hoàng đột nhiên phản bội, lần này sẽ không như vậy may mắn. Mà lại hắn nhìn hắn bình tĩnh như thế, vậy khẳng định có niềm tin tuyệt đối chân áp chính mình. Leng keng, đang đang, đúng lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, thanh âm kia tựa như đến chi cửu u minh giới, có thể câu đi khỏi linh hồn. Thanh âm này cũng phi thường quỷ dị, người phía dưới căn bản nghe không được, chỉ có giang giật cùng thú đế bắc đế kiếm đế có thể nghe được, tựa hồ thanh âm kia như từng sợi như gió mát bay tới, chỉ trôi hướng bốn người thần âm thiên kỹ giang giật nội tâm chấn động chính hắn thần âm thiên kỹ đạt đến đệ nhị trọng đối với thần âm thiên kỹ chống cự lực tương đối mạnh sở dĩ trong nháy mắt thanh tỉnh lại ánh mắt của hắn đột nhiên về phía tây bên cạnh nhìn lại không ra ngoài dự liệu của hắn tại phía tây một tòa núi nhỏ chi đình hắn quả nhiên thấy một cái nhắm hai mắt ngay tại đánh đàn lão giả âm đế một mực không hề lộ diện âm đế đột nhiên lộ diện một bài đoạn hồn khúc để bắc đế kiếm đế thú đế ba người đều không động được hắn thần thái nhàn nhã lẻ loi trơ trọi một người xếp bằng ở tuyết sơn phía trên, lại tựa như tại thần âm bí cảnh bên hồ nhỏ hài lòng. Muốn chết, hình ma phát hiện dị dạng, hắn hướng lên trên không hình mộng huyền nhìn thoáng qua, hình mộng huyền khẽ kêu một tiếng, bầy trận. 49 tên bán thần thân thể nhanh chóng di động, tại hình mộng huyền đứng phía sau lập, thành một thanh lợi kiếm sừng sững. Hình mộng huyền trên tay sáng lên một đạo bạch quang, tiếp lấy đột nhiên về phía tây bên cạnh vỗ xuống một trường, một cái cử đại thất thải đại thủ trưởng tại âm đế trên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra, ầm vang nện xuống. Âm đế, hình mộng huyền bọn người động tác quá nhanh, tại âm đế vừa mới xuất hiện đã bầy trận, giang giật ánh mắt nhìn về phía âm đế lúc, đỉnh đầu hắn hư không đã trải qua rồi chấn động, một cái đại thủ trưởng xuất hiện. Bất quá âm đế lại tựa hồ như căn bản không có phát giác, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy say mê đánh đàn. Còn chưa động thủ chẳng lẽ ngươi muốn cho ta lão đầu tử chết không nhắm mắt. Một đạo nhàn nhạt truyền âm truyền đến, đem giang giật nổ tỉnh lại, hắn nổi giận hét lớn một tiếng, hỏa long kiếm sáng lên vạn trượng quang mang, đột nhiên hướng bị âm đế thần âm thiên kỹ trấn nhiếp võ thương đánh xuống, đồng thời hắn thả ra 10 đạo cương phong chi nhận, một mạch hướng hướng bắc đế đập tới. Ừ, tại một khắc cuối cùng, võ thương đôi mắt đột nhiên sáng lên, thế mà tỉnh táo lại. Bất quá phía tây âm đế đôi mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một đôi không có tròng mắt trống rỗng con mắt, hắn miệng rộng cuồng phún ra một ngụm máu tươi, hai tay điên cuồng múa, kích thích dây đàn, mà lại 13 cái dây đàn từng chiếc đứt gãy, võ thương đôi mắt lần nữa trở nên mông lung xuống dưới. Oanh, oanh, gần như đồng thời, võ thương thân thể bị ba đầu hỏa long cùng cương phong đánh chúng, tây sơn trên âm đế thân thể cũng bị cái kia to lớn bàn tay lớn bảy màu hung hăng vỗ chúng, bên này võ thương thân thể bạo liệt thành huyết vụ, bên kia cả tòa núi nhỏ lại bị san thành bình địa. Bắc đế, chết, chương 1269, luyện thần yêu viêm. Võ thương không có thần khí áo giáp, linh hồn hắn bị âm đế đoạn tràng khúc chấn nhiếp, giống như giang giật còn không giết được hắn, cái này đồ thần chảm tự có tiếng không có miếng. Nguyên lực cảnh giới tăng lên, để giang giật đồ thần trảm uy lực gia tăng, tăng thêm 10 chuôi cương phong chi nhật, phá vỡ bác đế hoàn toàn không để phòng thần thuẫn quá đơn giản. Vù vù, cái kia thanh thần khí trường đao hóa thành một đạo lưu quang hướng hình ma bay đi, âm đế bị chụp chết, kiếm đế cùng thú đế giờ phút này tự nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng hoảng sợ đi theo lui nhanh. Giang giật năm đó ở vô tận biển sâu liền có thể chém giết tà đế, chém giết bọn hắn tự nhiên không còn nói xuống, còn muốn chạy, âm đế chết để giang giật lửa giận theo đốt, hắn khóa chặt thú đế lần nữa hung hăng đánh xuống, ba đầu hỏa long gào thét mà đi, đồng thời thiên địa chi thế chân áp mà xuống, để thú đế cuồng bay thân thể đứng tại giữa không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba đầu nham tương đúc kim loại cự long gào thét mà đến, đem hắn nuốt hết. Tông chủ cứu ta, thú đế gầm hét lên, hình ma lại nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn căn bản không có ý xuất thủ, chờ mắt nhìn xem thú đế thần thuẫn bị ba đầu hỏa long đánh nát, mà hậu thân thể bị nổ thành phấn vụn. Tông chủ, vì sao không cứu đổ tiên, kiếm đế bay trở về, nhìn qua bị đánh giết thú đế, có chút thỏ tử hồ bi cảm giác, đối với hình ma cũng có chút bất mãn, hai người khăng khăng một mực đi theo hắn, hình ma thế mà thấy chết không cứu. Hiu, nào biết, hình ma trong tay thần khí trường đao sáng lên, dùng tốc độ khủng khiếp hướng cổ của hắn quét tới, đồng thời hình ma trong đôi mắt sáng lên một đạo hắc quang bắn thẳng đến kiếm đế để vạn phần hoảng sợ muốn trốn tránh kiếm đế lập tức không động được phốc một cái đầu lâu bay đi kiếm đế trên cổ tiên huyết cuồng phún kia con mắt mở tròn vào đầu lăn trên mặt đất lạc vài vòng để thiên cơ thuyền phụ cận kiếm gia tộc nhân toàn bộ sắc mặt đại biến phế vật hình ma lạnh lùng cười một tiếng ánh mắt như dao tại mặt mũi tràn đầy nổi giận kiếm ra đồ gia tộc trên mặt người đảo qua lạnh giọng nói ra đây chính là dám chất vấn bổn tông chủ hạ tràng toàn bộ xuất kích ai dám ngỗ nghịch bản tọa giết chết bất luận tội giết tại hình ma tuyệt đại hung uy phía dưới hai gia tộc người không ai dám làm loạn bọn hắn đều tin tưởng giờ phút này bọn hắn phản bội cũng đã muộn giống như giang giật bọn người thắng hai nhà tuyệt đối sẽ bị diệt tộc trọng yếu nhất chính là không ai cho rằng giang giật bọn người có thể thắng bọn hắn chỉ có thể nổi giận đại hống hướng giang giật bọn người phóng đi lăn đi giang giật một cái đồ thần chảm đem phía trước mấy ngàn trượng không gian hoàn toàn trống rỗng mấy trăm tên kiếm ra đổ ra võ giả bị rào sát, những người còn lại nhao nhao không dám tới gần, hướng bốn phương tám hướng đánh tới, giang giật ánh mắt xa xa nhìn qua hình ma quát lạnh nói, hình ma, đánh với ta một trận. Người còn chưa đủ tư cách, hình ma tùy ý múa thoáng cái thần khí chiến đao, tựa hồ cái này chiến đao bản thân liền là hắn, căn bản không cần luyện hóa, hắn thân thể hướng lên trên uổng phí thối lui. Bên kia hình mộng huyền cùng 49 tên bán thần thì hướng giang giật bay tới, hình ma thối lui đến nơi xa trên không trung cười dài, tiểu tử, người có thể phá huyền nhi đại trận, mới có tư cách cùng bản tọa một trận chiến. Sang giật, đầu hàng ngươi còn có cơ hội, tại thiên tinh giới căn bản không ai có thể chống lại chúng ta thiên minh tông, còn chưa tỉnh ngộ giống như. Ngươi đầu thành, bản thiếu tiểu thư còn có thể cân nhắc cả cho ngươi, để ngươi trở thành thiên tinh giới đại đế, như thế nào? Hình mộng huyền mang theo 49 người như cửu thiên thần nữ bay tới, cái này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vô luận dung mạo, khí chất, thực lực đều là tuyệt đỉnh, giờ phút này lời nói cũng có một loại đặc biệt ma lực, có thể khiến người ta suy nghĩ dao động, thình thịch tâm động. Một con đường là chết không có chỗ chôn, một con đường là cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, trở thành thiên tinh giới đại đế. Hai con đường này là địa ngục cùng thiên đường phân chia, giang giật trong mắt lóe lên một tia ý động, không có công kích, cứ như vậy nhanh chóng hướng hình mộng huyền bay đi, trầm giọng hỏi ta trở thành đại đế vậy các ngươi thiên minh tông cùng ta, ai nghe ai. Ha ha, Hình mộng huyền thân thể dừng ở giữa không trung, khoát tay chặn lại sau lưng 49 người bắt đầu bày trận, nàng đùa cợt nói ra, sắp chết đến nơi còn đùa nghịch khôn vặt đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền để ngươi vĩnh viễn đi địa ngục trầm luân đi. Có đúng không? Giang giật cười lạnh một tiếng, trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, tiếp lấy một cái cửa đại thạch lô xuất hiện, hắn điên cuồng quán chú nguyên lực, đem trong thân thể tinh thần chi lực toàn bộ quán chú đi vào, thạch lô trong nháy mắt quang mang sáng rõ, lớn lên theo gió, biến thành một cái tòa thành lớn to lớn thạch lô. Ông, trên lò phù văn lưu chuyển, thần bí đồ văn du tẩu, nắp lò mở ra một đầu hắc long gào thét mà ra. Cái này hắc long cùng lần trước tịch diệt chi hỏa khác biệt, lần trước là đen tuyền, lần này màu đen bên trong hiện ra kim quang, vừa ra trên không trung, bốn phía phạm vi ngàn dặm băng tuyết trong nháy mắt hòa tan, xương trắng cuồn cuộn mà lên, che cả bầu trời. Đứng vững, vô số võ giả quát lớn, cái này nhiệt độ quá kinh khủng, bọn hắn toàn bộ đều không có đi để ý tới thi thú thi binh, liều mạng quán chú nguyên lực vào thần thuẫn bên trong, nếu không thần thuẫn vừa vỡ, bọn hắn đều sẽ bị đốt sống chết tươi. Luyện thần yêu viêm giang giật, người ở đâu ra tinh thần chi lực. Hình mộng huyền gương mặt xinh đẹp trở nên yếu ớt như tuyết, nàng lần này bày trận là công kích trận hình, giờ phút này nghĩ biến trận đã tới đã không kịp, mà lại liền xem như trận hình phòng ngự, đại trận này có thể đỡ nổi. Cái này luyện thần lô tư liệu nàng phi thường tinh tường, cũng minh bạch luyện thần yêu viêm kinh khủng. Nhưng nàng coi là Giang Giật căn bản là không có cách thôi động, bởi vì Giang Giật sớm đã không còn tinh thần chi lực, hắn nguyên lực cảnh giới không có đạt tới bán thần đỉnh phong, là không thể nào thôi động luyện thần yêu viêm. Thật tình không biết, Giang Giật tu luyện công pháp rất biến thái, hắn trong đan điền tinh thần mỗi lần dị biến, cửu thiên tinh thần đều sẽ ban cho tinh thần chi lực, lần trước hắn đột phá bán thần, thiên địa còn một lần tựu ban cho ba đạo tinh thần chi lực, lại thêm hắn nguyên lực cảnh giới đạt tới bán thần, đầy đủ hắn toàn lực thôi động một lần luyện thần lô. Chết, Giang giật gầm hét lên, hỏa long kiếm đánh xuống, ba đầu hỏa long dẫn dắt đầu kia bởi luyện thần yêu viêm ngưng tụ mà thành hắc long gào thét mà đi, đem hình mộng huyền cùng 49 tên bán thần toàn bộ bao phủ đi vào. Âm, um, hình mộng huyền thân thể bị tạc bay ra ngoài, nàng trong miệng tiên huyết từng ngụm từng ngụm phun ra, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng bị thương nặng. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn lại 49 tên thiên minh tông bán thần toàn bộ hóa thành cho bụi, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, luyện thần yêu viêm cùng đồ thần chảm phối hợp phía dưới, đừng nói bọn hắn chúc thực lực ấy, coi như 49 cái thú đế kiếm đế cũng muốn chết. a à, cùng cái này 49 người cùng chết đi, còn có rất nhiều kiếm ra đồ ra vũ ra võ giả, phía dưới vô số cấp thấp thi thú thi binh cũng bị thiêu, đồng dạng nhân tộc liên quân bên này cũng có rất nhiều người ngăn không được nhiệt độ cao, bị đốt sống chết tươi. Bất quá, phía dưới may mắn người còn sống sót đều không có trách cứ phàn nàn giang giật, ngược lại tinh thần phấn chấn không thôi, đôi mắt sáng lấp lánh, đều là hy vọng chi sắc. Bác đế kiếm đế thú đế chết rồi, hình mộng huyền bị thương nặng, thiên minh tông bán thần bị thiêu chết, chỉ còn lại một cái hình ma, giống như giang giật có thể đánh giết hình ma, trận đại chiến này đem còn có hy vọng thắng lợi, thiên tinh giới tự còn có thể cứu. Rất tốt, rất không tệ, hình ma nụ cười trên mặt động lại, đau lòng nhìn qua ngã trên mặt đất hình mộng huyền một chút, ánh mắt của hắn từ từ trở nên lạnh, nhìn qua Giang giật nói, tiểu tử, ta cái này thân thể mới còn không có quen thuộc, vốn không muốn tự mình xuất thủ diệt sát ngươi. Nha, ta liền tự mình tiến ngươi lên đường tốt, lần trước để ngươi linh hồn may mắn đào tẩu, lần này bản tọa muốn đem ngươi luyện thành hồn nô, vĩnh thế thoát thân không được. chương 1270, chân chính đại chiến. Chiến đấu đến mấu chốt nhất trình độ, chỉ ít tại sở dĩ nhân tộc liên quân võ giả trong lòng, giờ phút này là cực kỳ trọng yếu giang giật cùng hình ma một trận chiến là thắng hay bại quyết định sinh tử của tất cả mọi người quyết định thiên tinh giới ức vạn vạn con dân tồn vong rất nhiều người thậm chí đều ngừng chiến đấu ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời cái này thi binh thi tương vô cùng vô tận bọn hắn đánh giết lại nhiều thi binh thi tương cũng vô dụng giang giật như không thắng được bọn hắn đánh giết thi binh thi tương còn có cái gì ý nghĩa cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn về phía chính mình giang giật bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội hắn nhanh chóng hướng hình ma bay đi mặc dù hắn nội tâm cũng không chắc nhưng hắn chỉ có thể liều chết một trận chiến vạn trượng năm ngàn trượng ngàn trượng hình ma một mực không nhúc nhích giang giật nhịn không được tốc độ của hắn đột nhiên tiêu thăng thiên đế thuẫn ngăn tại phía trước bằng nhanh nhất tốc độ hướng hình ma phóng đi đồng thời hắn bắt đầu xúc thế chuẩn bị phóng thích đồ thần chảm hình ma hẳn không có thần khí áo giáp nếu không tại tử thần mật trong nước cũng sẽ không bị thánh hoàng hủy đi nhục thân sở dĩ chỉ cần hắn nghĩ biện pháp hủy đi hình ma nhục thân đem có thể lần nữa trọng thương hắn một người không có nhục thân coi như linh hồn mạnh hơn cũng là lục bình không dễ đến lúc đó lại nghĩ biện pháp hủy đi linh hồn của hắn là đủ hắn tính toán đánh không tệ hắn cũng thành công ngưng tụ đồ thần trảm bất quá muốn công kích cũng nên khóa chặt mục tiêu a à tại hắn khống chế thiên đế thuẫn hướng bên cạnh bay đi chuẩn bị khóa chặt hình ma thời điểm hình ma trong mắt sáng lên hai đạo hắc quang trong khoảnh khắc đó giang giật cảm giác được hai đạo kinh khủng dị thường linh hồn năng lượng xông vào thân thể của hắn hướng linh hồn hắn trong thức hải dũng mãnh lao tới công kích linh hồn giang giật thân thể cùng linh hồn đều run lên hình ma linh hồn đạt đến chân thần trình độ của hắn linh hồn công kích kia là thiên tinh giới kinh khủng nhất vừa rồi kiếm đế bị hắn nhẹ nhõm một đao chém đầu đủ chứng minh của hắn linh hồn công kích khủng bố đến mức nào làm sao bây giờ điện thạch hỏa hoa thời khắc giang giật rất nhanh hạ quyết tâm hắn không lọt vào mắt kia điên cuồng vào tới linh hồn năng lượng trong tay hỏa long kiếm hung hăng hướng phía trước đánh xuống Ba đầu hỏa long gào thét mà đi, bắn thẳng đến hình ma nhục thân. Hắn quyết định đánh cược một lần, cược hình ma đánh nát linh hồn của hắn trước đó, hủy đi hình ma nhục thân. Ầm ầm, một đạo chấn thiên tiếng nổ, hình ma nhục thân tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong bạo liệt thành mảnh vỡ, trên năm xẻ bảy, trong tay hắn thần khí trường đao còn bay vụt ra ngoài, suốt vào cách đó không xa thiên cơ thuyền bong tàu lên. Cái này, giờ khắc này, toàn trường vắng lặng một cách chết chóc tựa hồ những cái kia thi thú tiếng giống giận dữ tất cả mọi người nghe không được toàn bộ người nhìn xem hình ma chia năm xẻ bảy thân thể rất nhiều mắt người bên trong lộ ra vẻ không dám tin có ít người còn vô ý thức dụi dụi con mắt thiên minh tông tông chủ chế tạo trận này đại hảo kiếp chủ sử sau màn thiên tinh giới vua không ngai có được cường đại đến làm người ta không cách nào chống lại lực lượng hình ma thế mà bị giang giật đơn giản như vậy một chiêu đánh chết cái này không khỏi quá đơn giản quá làm cho người ta không dám tin tưởng a à. nhưng là hình ma thân thể xác thực đã bạo liệt, kia huyết vụ đầy trời, kia bắn ra huyết nhục thân thể tàn phế, kia cắm ở thiên cơ thuyền bong tàu bên trên thần khí trường đao, không một không tại chứng minh hình ma đã chết đi. Rất nhiều trên mặt người lộ ra cuồng hỉ, còn có người hoan hô lên, tựa hồ thắng lợi thiên bình đã triệt để hướng bên này nghiêng về. Xong, Phật đế bọn người nhưng không có một người trên mặt tươi cười, mà là đầy mắt tuyệt vọng, bọn hắn ánh mắt cũng không có đi xem hình ma bạo liệt nhục thân, mà là đều nhìn về phía giang giật, bọn hắn triệt để tuyệt vọng nguyên nhân, cũng là bởi vì giang giật. Bởi vì giang giật toàn thân làn da biến thành màu đen, trên thân tản mát ra tán tán hắc khí, trong ánh mắt của hắn ngốc trệ vô thần, còn thỉnh thoảng có hắc quang lấp lánh, rất nhiều nhân thần thức hướng giang giật quét tới, lại phát hiện căn bản là không có cách khóa chặt giang giật linh hồn khí tức. Hình ma căn bản cũng không có để ý vũ nghịch nhục thể, hắn là cố ý cho giang giật phá hủy. Hắn dùng thân thể của mình dụ địch xâm nhập, mục đích là để giang giật không rảnh bận tâm của hắn linh hồn công kích hắn chân chính dụng ý là chiếm cứ giang giật thân thể, đoạt xá trùng sinh. Giang giật thân thể rất hoàn mỹ, bị khốn long thảo cải tiến qua, mà lại thôn phệ 10 con thánh thú tinh huyết, còn bị thiên lôi chân nguyên rèn luyện qua, thân thể của hắn cường độ chỉ so với thánh hoàng kém một chút. Mà giang giật so vũ nghịch còn muốn trẻ mấy tuổi, cái này chỉ sợ là giờ phút này thiên tinh giới hoàn mỹ nhất nhục thân, hình ma làm sao có thể không động tâm. Giờ phút này giang giật nhục thân bên trên hắc quang lấp lánh, khói đen mờ mịt mà ra, Hai mắt thất thần ngốc trệ, còn hoàn toàn mất đi linh hồn khí tức. Điều này nói rõ ràng giật linh hồn căn bản không phải hình ma linh hồn đối thủ, nói rõ ràng giật thân thể liền muốn biến thành hình ma thân thể. Bất quá ngẫm lại giang giật linh hồn một mực không tính quá mạnh, hắn ngưng kết thần phách còn không có bao lâu thời gian, hắn có làm sao có thể ngăn trở hình ma công kích linh hồn đừng nói giang giật liền xem như Phật đế cũng đỡ không nổi a. À. Ha ha, chúng ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Hiên đế khóe miệng lộ ra một vòng tự diếu bọn hắn còn tưởng tượng lấy giang giật có thể đánh giết hình ma, tưởng tượng lấy kỳ tích xuất hiện. Phát hiện chuyện cổ tích lý chính nghĩa có thể chiến thắng tà ác, vậy cũng là biện gia cố sự, tàn nhẫn hiện thực đem bọn hắn trong nội tâm huyến tượng đánh chúng vỡ nát. Nhanh đi hủy đi giang giật nhục thân, Phật đế ánh mắt lộ ra thống khổ, giống như cho hình ma triệt để đạt được giang giật nhục thân, như vậy hôm nay chi cục tổ triệt để không có giải. Hủy đi giang giật nhục thân, lại nghĩ biện pháp hủy diệt hình ma linh hồn, việc này còn có một chút hy vọng sống. Sở dĩ mặc dù hắn biết rõ giang giật nhục thân như hủy đi, giang giật tổ triệt để chết rồi, y thiền cũng sẽ hận hắn cả một đời, nhưng hắn không thể không tỉnh táo quát lớn nói. Ai dám, giang tiểu nô trong mắt lóe lên một tia sát cơ, đem một tên thi tương trùng điệp đánh bay, khẽ kêu, ai muốn hủy đi thiếu ra nhà ta nhục thân, ta liền giết hắn. Oanh, thánh hoàng một quyền đem một tên thi tương đập bay, lạnh lùng nhìn lướt qua Phật đế nói, kia là thiếu chủ nhà ta, lão hòa thượng ngươi dám động động thử một chút, Phật đế ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị một tên thi tương đập ầm ầm bay xuống đi. Gặp được hai cái không thèm nói đạo lý ngu xuẩn, hắn là triệt để bó tay rồi, cũng lười lại đi làm cái này ác nhân, muốn chết mọi người cùng nhau chết được rồi. Ai, hiên đế mặc dù biết Phật đế quyết định là đúng, nhưng giờ phút này tất cả mọi người bị đả thương nặng, ngăn cản những này thi tương đều rất khó khăn, còn nào có dư lực đi hủy đi giang giật nhục thân giang giật mặc trên người huyền thần khải, ai có thể hủy đến đi đâu? ầm. Um, hắn cái này vừa phân thần, bị một tên thi tương trùng điệp đập vào phía sau lưng, hắn phía sau lưng vốn là đoạn mất ba cái xương cốt, giờ phút này có hai cái xương cốt triệt để vỡ vụn. Hắn thân thể trùng điệp hướng nơi xa đập tới, trên mặt nhưng không có một tia thống khổ, hắn đôi mắt mông lung nhìn qua mở tối bầu trời, đắng chắt nở nụ cười, tiểu thư, lão nô vô năng, không chỉ có cứu không được ngươi, còn không bảo vệ được thiếu chủ, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho thiếu chủ một người cô đơn đi sông minh giới. À, à giữa không trung đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng gầm gừ đánh thức hiên đế ánh mắt của hắn đột nhiên hướng không trung nhìn lại rất nhanh giấy lên một tia hy vọng bởi vì giang giật chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn giống giật thân thể cơ bắp rung động trong mắt một sáng một tối tựa hồ tại kịch liệt dãy ruộng linh hồn của hắn cùng hình ma linh hồn tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể ông bộ ngực hắn sáng lên một vệt kim quang vẫn không dùng tới thiên lực tại thời khắc này bị vận dụng hiên đế đôi mắt trong nháy mắt bày ra đến dọa người bằng vào thiên lực giang giật có lẽ còn có một tia hy vọng, phản chấn áp hình ma linh hồn, vậy nhưng là chân thần tiên nguyên. Thiếu chủ, người nhất định muốn thắng. Hiên đế dùng hết khí lực toàn thân cuồng loạn gầm hét lên, chiến đấu chân chính bắt đầu, giang giật cùng hình ma ngay tại linh hồn thức hải của hắn bên trong, triển khai một trận liên quan đến thiên tinh giới vận mệnh đại chiến. chương 1271, không theo sáo lộ ra bài. Giang giật hoàn toàn chính xác tại cùng hình ma tranh đoạt quyền khống chế thân thể chính hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới hình ma căn bản cũng không có để ý vũ nghịch nhục thân đã sớm đánh tính toán thật hay cướp đoạt nhục thân của mình cái kia cũng không phải công kích linh hồn mà là toàn bộ linh hồn thông qua đặc thù thần thông tiến vào linh hồn của mình thức hải vào thời khắc ấy giang giật đánh cược một cái cược chính mình linh hồn bị công kích đến sụp đổ trước phá hủy hình ma nhục thân hắn cược thắng hình ma nhục thân bị hủy linh hồn của hắn cũng không có sụp đổ nhưng hắn chủ linh hồn lại nhẹ nhõm bị hình ma linh hồn chiếm cứ một nồng đậm hắc khí hoàn toàn bao phủ giang giật linh hồn thức hải một cỗ bá đạo ý niệm tiến vào hắn chủ linh hồn kia ý niệm tựa như trí cao vô thượng quân vương làm người ta không dám kháng cự cũng làm cho hắn bất lực kháng cự hắn chủ linh hồn trong nháy mắt đổi chủ ý thức của mình cũng từ từ yên tĩnh lại cũng may hỏa linh châu bản năng hộ chủ truyền lại vào đây một đạo không hiểu năng lượng để hắn sẽ triệt để yên lặng ý thức tỉnh lại bản năng cầu sinh còn có ý niệm bên trong mãnh liệt bất khuất ý chí chiến đấu để hắn cực lực bắt đầu dãy ruộ phản khống chế chủ linh hồn, lúc này mới có hắn vừa rồi nhục thân dẫy dụa. Thiên lực, hắn dị thường dứt khoát vận dụng kia một do thiên lực, như thế thời khắc là thời khắc hung hiểm nhất, giống như hắn chủ linh hồn triệt để bị chiếm cứ, như vậy ý thức của hắn sẽ yên diệt, hắn chủ linh hồn cùng nhục thân sẽ biến thành hình ma. Hình ma tu hú chiếm tổ, lợi dụng hắn thân thể mạnh mẽ giết chóc thân nhân của hắn, đi nô dịch toàn bộ thiên tinh giới con dân. Kia một do thiên lực vô cùng cường đại, bên trong ẩn chứa cực kỳ lực lượng bá đạo, thiên lực bị hắn ý niệm khống chế, hóa thành từng sợi năng lượng màu vàng óng, hướng linh hồn hắn bên trong nhanh chóng lao tới, tiếp lấy tụ hợp vào ý niệm của hắn bên trong. Ông, kiếm của hắn hình chủ linh hồn lập tức quang mang đại thịch, nguyên bản toàn bộ bị hắc khí quấn quanh, giờ phút này lại có một phần ba bị giang giật ý niệm khống chế, kim quang lấp lánh. Mặt khác hai phần ba thì rõ ràng bị hình ma khống chế, đen kịt một màu, thi khí tràn ngập. Ha 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 ha, giang giật chớ phản kháng, coi như cái này một tia thiên lực cũng không giúp được ngươi. Thiên lực chỉ là nguyên lực tiến dai mà thôi, cùng linh hồn chi lực căn bản không thể hoàn mỹ dung hợp. Bản tọa linh hồn lại tiến dai thành thần hồn, người cái này nho nhỏ linh hồn có thể chống đỡ. Một đạo im ắng ý niệm truyền đến, tiếp lấy kia hai phần ba chủ linh hồn hắc quang đại chấn, dùng hắc phân áp đỉnh chi thế hướng giang giật ý niệm khống chế khối nhỏ khu vực đánh thẳng tới. Bên này lập tức quang mang tối sầm lại, những cái kia năng lượng màu vàng óng rõ ràng nhanh chóng tiêu hao. Hình ma nói không sai, thiên lực cũng không phải là linh hồn năng lượng, đối với linh hồn chi lực tăng phúc quá yếu quá yếu, đương nhiên. Mấu chốt là giang giật linh hồn quá yếu. Xong, hỏa long kiếm khí linh tại sao vẫn chưa ra hỗ trợ. Cảm nhận được chính mình ý chí càng ngày càng yếu kém, giang giật trong đầu đều là kinh nghi lần trước tại hắc hải linh hồn của hắn kém chút bị mị như khống chế. Tại hắn cuối cùng điên cuồng muốn tự bạo linh hồn lúc, hỏa long kiếm khí linh khống chế hắn chủ linh hồn. Tại linh hồn trong không gian thả ra một cái đồ thần trảm, Triệt để đem mị như luyện hóa. Có được như thế cường đại bảo vật, người cái này ngu xuẩn lại không hiểu sử dụng, còn muốn tự bạo linh hồn thấy rõ ràng linh hồn này chi kiếm là thế nào dùng. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ kia khí linh đã nói, hắn cũng biết kiếm này hình linh hồn rất cường đại, vấn đề hắn không biết dùng, mà lại giờ phút này hình ma ý niệm đều tiến vào tiểu hỏa long kiếm bên trong, hắn là triệt để không cách nào. Khí linh, mau ra đây. Nội tâm của hắn không ngừng hò hét, hình ma lần lượt xung kích thiên lực năng lượng màu vàng óng đã càng ngày càng yếu. Các loại chờ những năng lượng kia triệt để tiêu hao hết, giang giật ý niệm sẽ bị hình ma cường đại ý niệm xung kích thành phấn vụn, đến lúc đó hắn tự triệt để hồn phi phách tán. Thế nhưng là, hắn tại nội tâm gieo hò mấy chục âm thanh, kia khí linh từ đầu đến cuối không có xuất hiện, có lẽ không có nghe được nó hò hét, có lẽ đối với nó cái chủ nhân này triệt để thất vọng, chuẩn bị đi theo hình ma. Hừ, hình ma, cho dù chết ta cũng không cho ngươi đạt được. Một khắc cuối cùng, Giang giật nội tâm điên cuồng gầm hét lên, hắn chuẩn bị dùng một chiêu cuối cùng chủ linh hồn tự bạo, một khi chủ linh hồn tự bạo hình ma tự không có cách nào chiếm cứ chủ linh hồn, cũng sẽ không thể chiếm cứ nhục thể của hắn. Ân, kỳ thật hắn cũng là nghĩ dùng lần trước chiêu kia, nhìn xem tự bạo thời điểm, khí linh có thể hay không ra hộ chủ, giống như không hộ chủ lời nói, hắn chỉ có hồn phi phách tán. Ông, hắn chủ trên linh hồn giấy lên hừng hực liệt hỏa, liền muốn tự bạo. Ha ha ha, Hình ma tiếng cười to vang lên ở trong đầu hắn, nghĩ tự bảo ngươi nổ đi, ngươi cái này chủ linh hồn ta hoàn toàn có thể không cần, linh hồn của ta đã đạt tới thần hồn tình trạng, nhẹ nhõm có thể ngưng tụ một cái chủ linh hồn. Giang giật ngươi yên tâm đi thôi, bản tòa hội hảo hảo dung hợp nhục thể của ngươi, ta sẽ để cho thân thể của ngươi trở thành thiên tinh giới một đời mới đại đế. Ách, Giang giật khẽ giật mình, cũng không có ngừng tự bảo, hắn không tin tưởng hình ma, cũng nghĩ bước ra cái kia khí linh. Ngu xuẩn, một đạo băng lãnh thanh âm đột ngột vang lên ở trong đầu hắn, hắn toàn bộ linh hồn kịch liệt run lên, đây là cái kia khí linh thanh âm, khí linh rốt cục. Bị hắn bước đi ra, nhưng mà, khí linh câu nói tiếp theo lại triệt để để hắn tuyệt vọng, lại muốn cho ta giúp ngươi ha ha, tiểu tử. Giống như lần trước đề điểm ngươi, lần này ngươi còn liền một cái chỉ là tiểu ma đầu đều không đối phó được, ngươi cũng không đáng đến hỏa long kiếm theo đuổi. Ngươi yên tâm tự bạo đi, ta sẽ để cho hỏa long kiếm đi tìm chủ nhân tiếp theo người dạng này ngu xuẩn không đáng giá đi theo hóa khí linh không theo sáo lộ ra bài để giang giật triệt để bó tay rồi mà lại khẩu khí này thật ngông cuồng chỉ là tiểu ma đầu đây là tiểu ma đầu sau đây chính là linh hồn đạt đến chân thần đại ma đầu đừng nói giang giật coi như năm đó huyền đế linh hồn có thể đấu qua được hắn còn hai chuyện đâu bất quá khí linh lời nói vẫn là nhắc nhở giang giật điều này nói rõ linh hồn của hắn chi kiếm thật là bảo vật bằng vào linh hồn này là có khả năng phản chấn áp hình ma linh hồn Giang giật nội tâm lại giấy lên một tia hy vọng, trong đầu của hắn gấp trăm lần tốc độ vận chuyển, tìm kiếm phá cục điểm mấu chốt. Ta linh hồn này đến cùng có gì chỗ thần kỳ, điện thạch hỏa hoa ở giữa, hắn đem linh hồn của mình chỗ kỳ lạ toàn diện nghĩ đến một lần, còn có trên người hắn chuyện quỷ dị toàn bộ hồi tưởng một lần. Đầu tiên là hắn đan điền bị phong ấn sau đó phong ấn phá vỡ, xuất hiện vô danh công pháp đệ nhất trọng, tiếp lấy tu luyện ra hắc sắc nguyên lực, sau đó đạt được hỏa linh châu, đan điền bắt đầu dị biến, xuất hiện chín khỏa tinh thần. Lại đằng sau linh hồn bắt đầu biến dị, biến thành hỏa long kiếm dáng vẻ, tại huyền thần cung trên hoàng tuyền lộ chia ra thất thải hồn thương, lại biến thành chín màu hồn thương, cuối cùng hồn thương cùng chủ linh hồn dung hợp, biến thành dáng vẻ. Hết thảy tất cả đều là bởi vì vô danh công pháp, công pháp này cùng hỏa linh châu, hỏa long kiếm, huyền thần đao, hình kiếm linh hồn có cái này liên hệ nào đó, sở dĩ ta muốn khống chế linh hồn chi kiếm, vẫn là phải theo vô danh công pháp bên trong nghĩ biện pháp một sát na kia ở giữa giang giật nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện có loại sáng tỏ thông suốt gỡ ra mây mù gặp thanh thiên cảm giác bất quá có loại cảm giác này cũng không thể cứu mạng trong đầu của hắn nhanh chóng đem vô danh công pháp khẩu quyết một lần lại một lần mặc niệm hắn triệt để quên đi hình ma uy hiếp quên đi chính mình ý niệm bên trong năng lượng màu vàng óng liền muốn hoàn toàn biến mất quên chính mình ý niệm đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hắn toàn tâm yên lặng tại vô danh công pháp bên trong, dụng tâm đi cảm mộ công pháp này, đi tìm phá cục mấu chốt. Ông, tại giang giật lần lượt mặc niệm vô danh thần công, lần lượt lĩnh hội vô danh thần công lúc, linh hồn hắn trong thức hải tiểu hỏa long kiếm phía trên ba đầu hỏa long thế mà vô thanh vô tức du tẩu. Ba đầu hỏa long du tẩu quý tích rất kỳ lạ, quấn quyết lấy nhau giao nhau du tẩu, tại bọn chúng du tẩu thời điểm, tiểu hỏa long kiếm bên trên sáng lên từng đạo yếu ớt màu đen sáng ngời. Giống như giờ phút này giang giật thanh tỉnh, hắn nhất định sẽ chấn kinh đến không có gì sánh kịp. Bởi vì này chút hít yếu sáng ngời, chính là từng cái màu đen chữ tiểu truyện ký tự, kia là vô danh công pháp khẩu quyết. Giờ phút này những cái kia chữ tiểu truyện chữ đang từ tiểu hỏa long kiếm liên tục không ngừng xông ra, vui sướng tại linh hồn trong thức hải du tẩu. Chương 1272, khởi động đại sát khí. Đây là, tại chữ tiểu truyện ký tự sau khi xuất hiện, hình ma linh hồn lập tức cảm giác một chút bất an, hắn đình chỉ công kích giang giật linh hồn, tràn ngập ra một chút thi khí hướng những cái kia chữ tiểu truyện ký tự dũng mãnh lao tới, muốn nhìn một chút những chữ kia phù rốt cuộc là thứ gì. Ông, nào biết, hắn thi khí đụng một cái sở những cái kia chữ tiểu truyện ký tự lập tức bị phía trên lưu chuyển hắc quang xoắn đến vỡ nát, căn bản là không có cách đụng chạm chữ tiểu truyện ký tự, hắn căn bản là không có cách dò xét những cái kia chữ tiểu truyện ký tự là cái gì. Đây tuyệt đối không phải thiên tinh giới đồ vật, chẳng lẽ là thượng giới? Hình ma linh hồn hơi chấn động một chút, hắn cảm ứng được khí tức nguy hiểm, nếu như là thiên tinh giới thần thông cùng bảo vật, hắn nửa điểm cũng sẽ không lo lắng. Bởi vì hắn linh hồn đã ngưng tụ thần hồn, nhưng so sánh chân thần. Phổ thông thần thông cùng bảo vật căn bản diệt sát không được hắn linh hồn, nhưng nếu như là thượng giới, vậy liền mơ hồ. Giết, linh hồn hắn bên trong hiện lên một tia ngoan ý, hắn không dám tiếp tục chậm rãi công kích, hắn nguyên bản còn muốn giữ lại giang giật linh hồn thể, bởi vì cái này linh hồn thể phi thường huyền diệu, có được vô tận diệu dụng, giờ phút này hắn không có cách nào chỉ có thể lựa chọn phá hủy. Suy suy, linh hồn của hắn hóa thành một đạo khói đen theo giang giật hình kiếm tinh hồn thể nội bay ra ngoài, sau đó ngưng tụ thành một cái cự đại trùy đối giang giật linh hồn thể hung hăng đập tới. Hắn cái này trùy tử không là hư ảnh, mà là thực thể, dùng hắn thần hồn ngưng tụ mà thành. Cái này một khi bị đập trúng, đừng nói giang giật linh hồn, coi như Phật đế thần hồn cũng muốn bạo liệt. Thiên địa minh mông, duy đại đạo vĩnh hằng, muốn chứng nhận thiên đạo, trước phải tu tự thân. Đúng lúc này, linh hồn thức hải bên trên bay loạn mấy chục cái chữ tiểu truyện ký tự, đột nhiên chỉnh tề sắp hàng, hình thành vô danh công pháp khẩu quyết. Sau đó dùng tốc độ như tia chớp trên không trung du tẩu, dựa theo đặc thù nào đó quỹ tích sắp xếp, cuối cùng lại hình thành một cái cự đại đạo chữ. Đây tuyệt đối là thượng giới thần thông, hình ma nhìn lướt qua cái kia đạo chữ, cảm giác có được vô tận uy áp, có được lực lượng vô tận, có được trí cương trí dương bá đạo khí tức, tại cái chữ này trước linh hồn hắn ngưng tụ cái kia chùy càng không có cách nào động đậy, tựa như cái này đạo chữ liền là thiên, liền là thần, hắn một phàm nhân tại cái này chữ đạo hạ giống như một con run dế, nhẹ nhóm sẽ bị nghiền thành mảnh vỡ. Giang giật đến cùng có cái gì địa vị hắn làm sao có thể có được khủng bố như thế thượng giới thần thông. Hình ma nội tâm đều là kinh nghi, nho nhỏ thiên tinh giới, đây là cấp thấp nhất giới diện, chân thần ở chỗ này là vô địch tồn tại. Hắn có được chân thần linh hồn vốn cho rằng tại thiên tinh giới không người là địch, hôm nay lại đột nhiên phát hiện cái này tiểu giới mặt bên trong, lại có một cái thổ dân có được vô thượng thượng giới công pháp vẫn là cường đại đến hắn để không cách nào chống lại công pháp. Trốn, hình ma không còn có nửa điểm may mắn tâm lý, trước đó chưa tiểu chuyện ký tự chỉ là để hắn cảm giác được nguy hiểm, cái chữ này phù tổ hợp thành đạo chữ lại làm cho hắn cảm giác được tuyệt vọng. Hắn điên cuồng triệu tập linh hồn chi lực, để cái kia chùy giấy lên hừng hực liệt hỏa, đối kháng cái kia đạo chữ uy áp, sau đó hắn khống chế chùy đột nhiên hướng cái kia đạo chữ đập tới, đồng thời chùy bên trên một tia hắc khí lặng yên vô thức hướng linh hồn thức hải bên ngoài kín đáo đi tới. Hắn rất thông minh, tách ra một tia tàn hồn, chỉ cần tàn hồn không chết, hắn còn có cơ hội phục sinh đoạt xá trùng sinh. Rầm rầm rầm, tại chữ đạo ngưng tụ mà thành thời điểm, tuyết vực trên không phong khởi vân động, sấm chấp, thiên địa nguyên lực biên cuồng hướng giang giật dũng mãnh lao tới, một cỗ kinh khủng đến làm người ta hít thở không thông khí tức theo giang giật trên thân ngưng tụ mà ra. Tại này khí tức xuất hiện trong nháy mắt, phía dưới thi binh thi tương cùng thi thú toàn bộ không động được, tại thời khắc này Giang giật tựa như biến thành một cái thần để, có thể chấn áp vạn ma. Không được, hình mộng huyền thụ trọng thương, ngay tại mười mấy cái thiên minh tông cường giả thủ hộ hạ xuống hơi thở chữa thương, nàng vốn cho là tất thắng cục diện, sở dĩ vẫn luôn không có quá chú ý, rốt cục bị giật mình tỉnh lại. Nàng một đôi mắt đẹp bên trong đều là bối rối, như thế thời khắc xuất hiện thiên địa dị biến, hẳn là thế cục muốn nghịch chuyển. Cái này, Phật đế hiên đế bọn người bị nện rơi trên mặt đất, vốn định rằng có tiếp tục phấn chiến, nhìn thấy thiên địa bên trong dị tượng, toàn bộ đều bị dọa mộng. Này khí thức là người có thể có sao giang giật trên thân truyền đến như thế khí thức cường đại, chẳng lẽ hắn đột phá chân thần, đạt tới huyền đế cảnh giới. Không có khả năng, Phật đế rất nhanh phủ định cái này suy đoán, huyền đế đã từng lưu lại di huấn một người muốn đột phá chân thần, ít nhất phải thỏa mãn ba điểm điều kiện, một là nguyên lực đạt tới đỉnh phong ngưng kết thần hạch, thứ hai là dung hợp một cái trung cực đạo văn, đệ tam là ngưng tụ thần hồn. Giang giật ba cái điều kiện đều kém xa, coi như giờ phút này đạo văn đột phá, đốn ngộ trung cực đạo văn, nhưng thần hạch cùng thần hồn đây là nửa điểm không thể mưu lợi, sở dĩ giang giật không có khả năng đạt tới huyền đế thực lực. Bất quá, bất kể như thế nào, mọi người đôi mắt đều phát sáng lên, như thế thời khắc giang giật trong thân thể xuất hiện dị biến, cái này luôn luôn chuyện tốt. Vô số người yên lặng cầu nguyện, hy vọng giang giật có thể sáng tạo kỳ tích, có thể cứu vớt vạn dân. Oanh, giang giật linh hồn trong thức hải, hình ma linh hồn ngưng tụ chùy còn không có đập lên, vô danh công pháp chữ tiểu triện ký tự ngưng tụ mà thành đạo chữ ẩm vang nghiền ép mà xuống, đem cái kia chùy nghiền ép đến phá thành mảnh nhỏ, triệt để yên diệt. Hình ma chạy đi tàn hồn truyền đến một đạo như tê liệt đau đớn, nhưng hắn không có nửa khắc do so dự, bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra giang giật linh hồn trong thức hải. Suy suy, hắn tàn hồn hóa thành một tia khói đen theo giang giật trong thân thể bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái hư ảnh, hắn nổi giận giống to, bản tọa thần hồn, thần hồn A. Giang giật, bản tọa muốn để ngươi chết không có chỗ chôn bản tọa muốn sống xé sống ngươi. Ông, Giang giật mi tâm sáng lên, từng cái chữ tiểu chuyện ký tự bay ra, dùng tốc độ khủng khiếp hướng hình ma tàn hồn bay đi. Hình ma tàn hồn lập tức dọa đến sắc mặt đại biến, một bên cấp tốc cuồng bay, vừa hướng hình mộng huyền nghiêm nghị quát to, huyền nhi, vận dụng đại sát khí, bản tọa muốn để toàn bộ thiên tinh giới hủy diệt, làm cho tất cả mọi người cùng bản tọa chôn cùng. Hưu, hình mộng huyền vỗ mặt đất thân thể mềm mại bay vụt lên trên trời, nàng nhìn qua giang giật khẽ kêu nói, giang giật, dừng tay. Người dám giết phụ thân ta, ta lập tức vận dụng đại sát khí, đại sát khí một khi vận dụng, toàn bộ thiên tinh giới tuyệt đối chó gà không tha. Hừ, một mực nhắm mắt lại giang giật, rốt cục mở mắt. Hắn trong con người đều là vô tận sát khí cùng băng lãnh, hắn nhìn cũng không nhìn hình mộng uyển một chút làm nàng là đánh rắm khống chế kia mười mấy cái chữ tiểu truyện ký tự hung hăng hướng hình ma tàn hồn công kích mà đi thả hình ma bọn hắn giống nhau là chết thiên tinh giới đồng dạng bị thiên minh tông khống chế vạn thế muốn giết cứ giết muốn làm thịt tự tể, cái này diệt thế khác nhau ở chỗ nào lại nói giang giật cũng căn bản không tin tưởng hình mộng uyển còn có cái gì đại hung khí hình ma kém chút để hắn thần hồn câu diệt có cơ hội hắn chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình hiu 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 chữ tiểu triện ký tự mang theo vạn trường hắc quang, từng cái như một cái như lưỡi dao đụng vào hình ma tàn hồn bên trên, mỗi lần công kích một lần, hình ma tàn hồn liền sẽ thu nhỏ một phần, đào tẩu tốc độ cũng sẽ càng chậm. Mấy chục cái chữ tiểu triện ký tự toàn bộ công kích một lần, hình ma tàn hồn đã yếu kém không thể nghe thấy, sẽ triệt để tiêu tán. Giang giật, dừng tay, hình mộng huyền triệt để cuốn lên, hình ma thần hồn bị hủy, giờ phút này chỉ còn lại tàn hồn, như tàn hồn đều bị giang giật yên diệt tự triệt để tử vong một người lại cường đại, linh hồn triệt để bị hủy diệt, cái kia chính là thần cũng muốn chết. Chết, Giang giật nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế mấy chục cái chứ tiểu truyện đột nhiên hướng hình ma tàn hồn đập tới, hình ma phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, tàn hồn triệt để bị đánh tan, thần hồn câu diệt. Phụ thân, hình mộng huyền phát ra một tiếng thê giống. Nàng gương mặt xinh đẹp đều là rét lạnh cùng quyết tuyệt, đầy mắt oán độc nhìn chằm chằm Giang Giật, khóe miệng nàng khẽ động lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười, rét căm cam lời nói vang vọng toàn trường. Giang giật, người muốn vì người sở tác sở vi trả giá đắt, toàn thể thiên minh tông đệ tử nghe lệnh, khởi động đại sát khí, để thiên tinh giới triệt để hủy diệt đi. chương 1273, Kinh Thiên Cự Ma Thiên minh tông lần này tới người cũng không nhiều, chỉ có 7, 800 người, mà lại bán thần gần như chết trận. Tại vô tận biển sâu chết mười mấy cái bán thần, mới vừa rồi bị giang giật một lần dùng luyện thần yêu viêm cùng đồ thần trảm diệt sát 49 tên bán thần. Giờ phút này ngoại trừ hình mộng huyền chỉ còn lại 4 năm tên bán thần, còn lại đều là bốn ngũ tinh cường giả. Hiu hiu hiu, tại hình mộng huyền ra lệnh một tiếng, bảy tám trăm thiên minh tông người đều toàn bộ bay lên không, đứng ở hình mộng huyền bên người, bọn hắn cũng không phải là lung tung đứng thẳng, mà là thành một cái kỳ quái trận pháp, từ phía dưới xem rất giống một cái tròm sao bên trong tinh thần đứng sừng sướng cách cục. Tại tất cả mọi người vào chỗ về sau, hình mộng huyền một tay hướng hư không bên trên một điểm, nghiêm nghị hét lớn, minh trận. Lên, ông, tất cả mọi người sáng lên vạn trường hắc quang, bảy, 800 người trên thân tràn ngập ra hắc khí, những hắc khí kia đều hướng hình mộng huyền trên thân hội tụ mà đi, mà kia bảy 800 người nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô quát. Bọn hắn trở nên ra bọc xương, còn tại phóng thích hắc khí, cuối cùng có thân thể người triệt để biến thành bạch cốt, huyết nhục thế mà toàn bộ biến mất. Mà hình mộng huyền khí tức trên thân lại dần dần trở nên cường đại, tựa như thả ra y phiêu phiêu truyền cho hiên đế thượng cổ thần thông. Không tốt, Giang giật mau ngăn cản hắn. Thiếu chủ, Mau giết hình Mộng Uyển, Giang Giật giết nữ nhân này. Phật Đế, Hiên Đế, Thánh hậu đều cảm thấy hình Mộng Uyển thể nội năng lượng kinh khủng, tập hắn nhiều người như vậy tinh huyết lực lượng mới có thể thúc giục đại trận. Đại trận này nên khủng bố cỡ nào vạn nhất nàng triệu hồi ra mấy ngàn mấy vạn tên hắc giáp thi tương, hoặc là triệu hồi ra một cái viễn cổ hung thú, vậy đối với thiên tinh giới tới nói, có lẽ thật liền là diệt thế hạo kiếp. Hưu, Giang Giật tại mọi người vừa mới lúc nói chuyện đã động, hắn thân thể hướng hình Mộng Uyển bay đi những cái kia chữ tiểu triển chữ giao đều về tới linh hồn thức hải của hắn, ẩn vào hình kiếm linh hồn thể bên trong. Trong tay hắn hỏa long kiếm điên cuồng múa, nhanh chóng ngưng tụ đồ thần trảm, đồng thời hắn còn một bên thả ra băng phong thiên lý, cương phong chi nhận, ý đồ cắt ngang hình mộng huyền thi pháp. Suy suy, nhưng mà, băng phong thiên lý còn không có lan tràn đi qua, hình mộng huyền toàn thân đã giấy lên màu đen hừng hực liệt hỏa, một đạo to lớn màu đen cột sáng từ trên người nàng bắn nhanh mà lên, bắn thẳng đến hư không. Hình mộng huyền tại trong liệt hỏa, bình tĩnh nhìn qua giang giật bay tới, nàng môi son hé mở, cười nhạt nói, giang giật, đã muộn, cái này minh trận một khi phóng thích tựu không cách nào cắt ngang. Minh đế, con dân của ngươi hình mộng huyền, theo đuổi tùy ngươi. Phanh 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 phanh, thiên minh tông bảy, 800 người thân thể đồng thời bạo thành huyết vụ, liền hai cốt đều không có để lại một tia, hình mộng huyền trên người màu đen hỏa diễm càng ngày càng vượt, nàng nửa thân dưới đã tại trong liệt hỏa biến thành bột mịn, từ từ biến mất, Giang giật thân thể vô lực đứng tại giữa không chung, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trên. Bá bá bá, toàn trường người sống ánh mắt cũng nhìn về phía hư không bên trên, bởi vì giờ khắc này hư không động, mở tối bầu trời vỡ ra một đường vết rách, tản mát ra vạn trượng kim quang, một tia tựa như viễn cổ hung thú khí thức theo trong hư không phóng thích mà ra. Hư không vỡ ra, nơi này không gian đến cỡ nào ổn định, mọi người phi thường tinh tường, mà lại giờ phút này vỡ ra hư không tại mấy vạn trượng trên không chung, nơi đó cương phong dị thường nồng đậm liền xem như giang giật mặc huyền thần khải đều không nhất định có thể ngăn cản nơi đó hư không làm sao lại vô cớ vỡ ra ông khe hở càng lúc càng lớn chỉ là mấy hơi thời gian đã đạt đến dài trăm trượng rộng mười trượng mà lại khe hở còn tại dùng tốc độ khủng khiếp dài ra biến lớn ngàn trượng vạn trượng mười vạn trượng tất cả mọi người cảm giác thương khung bị xé nứt một phân thành hai bầu trời xuất hiện một đạo mười vạn trượng dài trăm trượng rộng to lớn kim sắc khe hở khe hở bên trong một mảnh kim quang, cái gì cũng thấy không rõ, nhưng bên trong truyền đến khí tức lại là càng phát kinh khủng. Suy suy, đột nhiên, kim sắc khe hở bên trong xuất hiện một đạo có chút tiếng xé gió, tiếp lấy một cái to lớn hài cốt cự thủ theo khe hở bên trong ló ra, kia là một cái để toàn bộ người linh hồn run sợ hài cốt đại thủ, vẻn vẹn một tay nắm tựu đạt đến 10 trượng lớn. Cái này hài cốt đại thủ toàn thân thành ám kim sắc, phía trên có thần bí phù văn lưu chuyển lấp lánh, đại thủ vô thanh vô tức mò vào, giờ khắc này Phật đế đám người cảm giác, bọn hắn tựa như là một đám đáy giếng ếch xanh, giờ phút này miệng giếng có một cái cự đại tay mò vào, muốn đem bọn hắn từng cái tươi sống bóp chết. Uống, Giang Giật đã sớm xúc thế hoàn tất đồ long chảm, giờ khắc này điên cuồng hướng bàn tay khổng lồ kia đập tới. Hắn không biết cái cự thủ này chủ nhân là ai, có được cỡ nào kinh thiên chiến lực, hắn chỉ biết là không thể để cho cái cự thủ này chủ nhân tiến vào thiên tinh giới, nếu không thiên tinh giới tuyệt đối chó gà không tha. Ngao ngao, ba đầu dài đến ngàn trượng, toàn thân như nham tương đúc kim loại mà thành, mang theo hủy thiên diệt địa hỏa long hung hăng đập chúng bàn tay khổng lồ kia. Tại thời khắc này tất cả mọi người nội tâm cùng thân thể đều run rẩy lên, hy vọng xa vời lấy kỳ tích xuất hiện. Phốc phốc, kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện, ba đầu hỏa long như ba đóa bọt sóng nhỏ đập tại nham thạch bên trên, không có đối bàn tay khổng lồ kia tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí cái kia hài cốt cự thủ đều không có một tia rung động. Suy suy, Kim sắc trên cái khe lại một cái cự thủ vô thanh vô tức mò vào, sau đó hai cái cự thủ phân biệt tại khe hở hai bên dùng sức xé ra, đầu kia kim sắc khe hở lỗ hồng lần nữa biến lớn, kia hai cái hài cốt cự thủ chủ nhân đầu cũng theo khe hở bên trong mò vào. Lão Thiên, đây là quái vật gì? Đây là minh giới minh thần sao? Xong, nhìn thấy cái kia hài cốt cự thủ chủ nhân đầu trong nháy mắt, vô số người triệt để bị sợ choáng váng, phía dưới một trận xôn xao, rất nhiều người dọa đến đều quên đi ngăn cản thi thú thi binh công kích bị thi thú thừa cơ kích phá thần thuẫn, thân thể bị rào sát thành huyết vụ. Ngao ngao, hài cốt cự thủ chủ nhân thân thể khổng lồ hoàn toàn theo khe hở bên trong chui đi vào, đứng ngạo nghễ trên hư không, phía trên kia cương phong vô cùng nồng đậm, nhưng lại căn bản là không có cách tổn thương nó. Giang giật Phật đế Thánh hậu Thánh Hoàng Hiên đế bọn người thấy được cái này kỳ dị sinh vật toàn cảnh sau cũng triệt để tuyệt vọng. Bởi vì, đó căn bản không phải sức người có thể đối kháng. Đây là cả người cao tới đến 300 trượng hài cốt cự nhân, Thân thể của nó toàn bộ đều là hài cốt, không có một khối huyết nhục, mỗi một khắc hài cốt bên trên đều tản mát ra vạn trượng kim quang, có vô số phù văn lưu chuyển. Kỳ quái là toàn thân hắn không có huyết nhục, nhưng lại có mắt hạt châu, trong mắt còn cùng người giống nhau như đúc, khác biệt chính là bên trong đều là băng lãnh, tà ác, tử khí. Cái này hài cốt cự nhân không chỉ là đôi mắt, toàn thân đều phóng xuất ra băng lãnh, tà ác cùng tử khí. Nếu như nói hình ma cho mọi người cảm giác giống như là một cái ma đầu như vậy cái này tuyệt đối là minh giới bên trong đi ra kình thiên cự ma, đây là một người lực không cách nào chống lại minh giới sinh vật. Nó cũng không có động thủ, vẻn vẹn trên thân thả ra khí tức, liền để giang giật đều nâng không nổi binh khí. Đại sát khí, quả nhiên là đại sát khí, thế mà đem minh giới minh thần đều cho triệu hoán đi ra. Giang giật mặt mũi tràn đầy đắng chát tự diếu, tốn sức thiên tân vạn khổ, chém giết bác đế kiếm đế thu đế, về sau kém chút bị hình ma chiếm cứ nhục thân, thật vất vả nắm giữ vô danh công pháp một cái mới công dụng, diệt sát hình ma linh hồn, lại không nghĩ rằng tới một cái đại gia hỏa, một cái có thể so với thần linh minh giới cự ma. Nhân lực có thể cùng thần linh chống lại sao chú đỉnh thần võ giả có thể cùng bán thần chống lại sao? Đáp án là phủ định, chương 1274, người kiếm này từ đâu mà đến? Giang giật xưa nay không là một cái xem thường từ bỏ người, hắn khi còn bé tại thiên võ thành Giang gia nhận hết cực khổ cùng khi nhục, luyện thành bền gan vững trí tính cách. Hắn cũng một mực là cái người lạc quan, hắn tin tưởng thế giới này vẫn là mỹ hảo chỉ cần vượt đi qua hết thảy đều sẽ biến tốt bất quá lần này một lần hắn là triệt đề tuyệt vọng cũng không dám lại đi tranh lại đi đấu thậm chí giờ phút này hắn liền hỏa long kiếm đều nâng không nổi tới hắn cũng biết lần này thiên tinh giới tai kiếp khó thoát ai cũng qua không được cái này khảm địch nhân quá cường đại căn bản không phải một cái cấp bậc tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phù vân giờ phút này cái kia hải cốt cự nhân tự có được tuyệt đối lực lượng Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, tiếp lấy một cái cự đại thân ảnh phóng lên tận trời, tất cả mọi người không nhúc nhích, thánh hoàng thế mà cái thứ nhất động. Trên người hắn sáng lên đạo đạo kim sắc quang mang, những cái kia kim sắc quang mang còn hướng hắn to lớn nắm đấm dũng mãnh lao tới, hắn thân thể như như đạn pháo hướng cái kia hài cốt cự nhân đột nhiên công kích mà đi. Châu Châu đá xe, Giang giật bọn người trong đầu hiện ra một cái từ ngữ, bất quá vẫn là là thánh hoàng dũng khí chỗ khâm phục giờ phút này dám hướng cái kia hài cốt cự nhân công kích sợ là chỉ có thánh hoàng cái này mọi dợ đi. Hưu, thánh hoàng khẽ động, rất nhiều người nhao nhao tỉnh ngộ lại, Phật đế cùng thánh hậu lướt nhau, đồng thời kéo lấy trọng thương thân thể bắn tới. Mặc kệ có thể hay không thắng, tất cả mọi người nghĩ cuối cùng đụng một cái, ngồi chờ chết không phải tính cách của các nàng. Tới đi, minh giới sinh vật, để bản đế nhìn xem thực lực của ngươi. Hiên đế bạo hống, thân thể đằng không mà lên, doãn đế đi theo hiên đế bước chân, đằng sau còn có vô số người bay lên không, Phật Hoàng, Hiên Thần, Doãn Hoàng, Đêm Hoàng. Trong mọi người tâm đều phi thường tinh tường, bọn hắn tuyệt đối không phải cái này hài cốt cự nhân đối thủ, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Giết, mặc dù bị hài cốt cự nhân khí tức chấn nhiếp, giang giật hỏa long kiếm đều rất khó nâng lên. Nhưng giờ khắc này hắn cũng điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành lưu quang hướng lên trên mặt phóng đi. Giang tiểu nô nhìn thấy Giang giật động, lập tức cấp tốc bay tới đi theo giang giật sau lưng, bắn thẳng đến trên không trung. Trên không trung có cương phong, bất luận mọi người công kích có thể hay không có hiệu quả, giờ phút này rất nhiều người đều đã thương nặng, một cái không tốt sẽ bị cương phong xoắn nát. Trong mắt mọi người cũng lộ ra hẳn phải chết chí ý, như từng cái bươm bướm hướng hài cốt cự nhân bay đi. Khắc khắc, hài cốt cự nhân hàm dưới xương khẽ động, phát ra một tiếng làm người ta dùng mình thanh âm. Lập tức nó một tay dơ lên cao cao, sau đó nhẹ nhàng hướng phía dưới đẻ ép, một cỗ thái sơn đè thấp cuồng bá khí thức chấn áp mà xuống, mọi người căn bản đều không có có cơ hội tới gần nó, trực tiếp bị kia cuồng bá khí thức nghiền ép mà xuống. Phật đế thánh hậu bọn người ở tại giữa không trung tựu miệng phun tiên huyết ngất đi, cuối cùng trùng điệp đập vào trên mặt đất. Phốc, Giang giật cùng Thánh Hoàng Giang Tiểu Nô cũng tựa như bị núi cao nghiền ép, thân thể đập ầm ầm lạc mà xuống, ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thánh Hoàng lần nữa gầm thét bắn nhanh mà lên, lần này cái kia hài cốt cự nhân không có vỗ xuống bàn tay đem thánh hoàng trấn áp xuống dưới mà là mắt lạnh nhìn thánh hoàng tới gần chết thánh hoàng bạo giống một tiếng to lớn nắm đấm hung hăng hướng hài cốt cự nhân ngực đập tới nhưng hắn nắm đấm còn không có tới gần hài cốt cự nhân trên người xương cốt người khổng lồ kia tay khẽ động tựa như tia chớp một tay lấy thánh hoàng thân thể khôi ngô nắm vào trong lòng bàn tay thánh hoàng thân cao hơn một trượng cùng một cái long tượng không có khác nhau nhưng hài cốt cự nhân bàn tay đường kính lại đạt đến 10 trượng sở dĩ cảm giác Thánh Hoàng giờ phút này liền giống bị một người bóp ở lòng bàn tay ếch xanh, hình ảnh kia rất có đánh vào thị giác lực. Không, giang giật trên thân sát khí vô hạn dâng lên, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng không chung vào tới. Hắn nhìn thấy hài cốt cự nhân bàn tay động, nhẹ nhàng bóp Thánh Hoàng kia thân thể khôi ngô bạo thành huyết vụ, cường đại như cửu tinh thân thể lại gánh không được hài cốt cự nhân tùy ý bóp. Tiểu tử, người kiếm này từ đâu mà đến? Hai cốt cự nhân ánh mắt quét về phía bay tới giang giật, nhếch miệng hàm dưới phun ra một câu mơ hồ không rõ lời nói, tiếp lấy một cỗ càng thêm tà ác băng lãnh khí tức bao phủ hắn, để hắn thân thể triệt để không thể độc, chỉ có thể lơ lửng ở giữa không trung, chờ mắt nhìn xem hải cốt cự nhân đại thủ hướng hắn chộp tới. Xong, Phật Hoàng vô lực nhắm mắt lại, Thánh Hoàng đều có thể nhẹ nhõm bóp chết, cái này minh giới cự ma muốn bóp chết giang giật cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau, giang giật chết đi đại biểu thiên tinh giới hy vọng triệt để phá diệt. Giang giác, To lớn hài cốt đại thủ không có nửa điểm ngoài ý muốn bắt lấy giang giật thân thể, mọi người còn nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Giang giật thân thể hoàn toàn bị nắm, chỉ còn lại một cái đầu, hắn thanh tú mặt bắt đầu vặn vẹo, mặc dù có huyền thần khải nhưng rõ ràng cái này bóp thân thể của hắn tiếp nhận lực lượng khổng lồ. Thiếu gia, giang giật, thiếu chủ, vô số người nổ lên đến, giang tiểu nô rất nhiều nơi đều máu me đầm địa, vẫn như cũ điên cuồng hướng lên trên uổng phí bay đi nàng tin tưởng chính mình móng vuốt căn bản không phá nổi hài cốt cự nhân phòng ngự nhưng nàng nghĩ bồi tiếp giang giật cùng chết tiểu tử ta hỏi ngươi kiếm này từ đâu mà đến hài cốt cự nhân đem giang giật chộp vào đầu phía trước kia ánh mắt lạnh như băng nhìn qua giang giật mặt để hắn cảm giác được ngạt thở hài cốt cự nhân phát ra một ngạt thanh âm cũng làm cho hắn màng nhĩ chảy máu linh hồn chấn động kiếm này giang giật dùng hết khí lực toàn thân nhếch miệng mắng to lên kiếm này là dùng các ngươi Minh đế xương sống luyện chế mà thành, dùng các ngươi những yêu ma quỷ quái này xương cốt luyện chế mà thành. Đáp án này, ngươi hài lòng không? Ha 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 ha, Giang giật lời vừa mới nói xong, một đạo tiếng cười to đột ngột vang lên, thanh âm này rất là già nua, cũng rất là khoái ý, thanh âm này còn có một loại ma lực thần kỳ, để phía dưới công kích thi binh thi tương thi thú toàn bộ không động được, hơn nữa còn bản năng xuất hiện một tia hoảng sợ. Ông, cùng lúc đó, hai cốt cự nhân nắm bắt giang giật bàn tay lớn kia đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng hồng quang tiếp lấy một cỗ cuồng bạo khí tức từ bên trong truyền đến hai cốt cự nhân cự thủ đột nhiên buông lỏng giang giật thân thể rơi xuống phía dưới cái này giang giật hai con người gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hỏa long kiếm đầy mắt chấn kinh ngạc bởi vì tiếng cười kia đến từ hỏa long kiếm kia cỗ cuồng bạo khí tức cũng tới từ hỏa long kiếm giờ phút này hỏa long kiếm hắn cũng không có vận chuyển phía trên ba đầu hỏa long lại điên cuồng du tẩu tản mát ra vạn trượng quang mang Giờ khắc này Giang giật cảm giác chính mình cùng hỏa long kiếm linh hồn liên hệ biến mất, thanh kiếm này trở nên vô cùng lạ lẫm, trở nên cùng hắn không có bất kỳ cái gì một tia quan hệ. Hưu, hỏa long kiếm tránh thoát Giang giật bay lên giữa không trung, lơ lửng tại hài cốt cự nhân phía trước, một đạo màu đỏ xương mù theo hỏa long kiếm chui kiếm bên trong lan tràn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một người mặc mộc mạc đạo bào lão giả tóc trắng. Hỏa Long kiếm thì bị lão giả này hư ảnh giữ tại trong lòng bàn tay. Lão giả tóc trắng khẽ vuốt trong tay Hỏa Long kiếm, khẽ vuốt cầm nói ra, nói rất hay, kiếm này mặc dù không phải dùng minh đế xương sống luyện chế mà thành, nhưng cũng nâng ly vô số minh giới sinh vật tiên huyết, kiếm này tồn tại cũng là vì chém hết các ngươi những yêu ma quỷ quái này. Cái này đột một xuất hiện lão giả hư ảnh, giang giật hoàn toàn không biết, nhưng thanh âm này hắn lại quá quen thuộc, chính là khí linh thanh âm, hắn đẩy mắt kinh ngạc kinh hô lên, ngươi, ngươi là khí linh. Sai, lão giả tóc trắng nhàn nhạt quét giang giật một chút, nói ta không phải khí linh, ta là chủ nhân của thanh kiếm này, đời trước chủ nhân. chương 1275, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi. Không phải khí linh, đời trước chủ nhân, giang giật trong đầu tựa như kinh lôi lóe sáng, khó trách cái này khí linh một mực túm chảnh chứ. tại hình ma công kích linh hồn hắn lúc, cái này khí linh còn vô cùng cuồng ngạo nói hình ma chỉ là tiểu ma đầu. Giang giật vẫn cho là đây là huyền thần trong đao khí linh, lại không nghĩ rằng là hỏa long kiếm đời trước chủ nhân. Không đúng, Giang giật rất nhanh lại mơ hồ, hỏa long kiếm là không có khí linh tại thôn vệ huyền thần đao về sau hỏa long kiếm mới xuất hiện khí linh nói một cách khác lão giả này hẳn là theo huyền thần trong đao tới mà huyền thần đao chủ nhân không phải huyền đế sao huyền đế hắn gặp qua căn bản không phải lão giả này dáng vẻ a à. ngươi là ai bên này giang giật kinh nghi bất định bên kia hài cốt cự nhân xê dịch hàm dưới phun ra một câu trầm muộn lời nói nó trong mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một tia ngưng trọng chầm giọng nói ra kiếm này hẳn là thượng phẩm thần binh a ngươi nếu là chủ nhân của nó chẳng lẽ ngươi trước kia là thượng giới bên trong người lão phu danh hào chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ minh tướng còn không có tư cách biết rõ lão giả hư ảnh nhàn nhạt mở miệng nói ngươi tự mình tiến vào hạ giới mặc dù là có hạ giới bên trong người lợi dụng minh trận triệu hoán nhưng cũng vi phạm với thiên địa quy tắc một cái không tốt sẽ để cho cái này giới diện sụp đổ không còn tồn tại khạc khạc hai cốt cự nhân nhách miệng lộ ra từng đạo dùng mình thanh âm lập tức trên thân phù văn du tẩu, từng đạo hào quang màu vàng sậm lấp lánh, nó khí thức cuồng bạo mãnh liệt mà ra, đem lơ lửng giữa không trung giang giật chân áp xuống dưới, cũng làm cho phía dưới toàn bộ người liền thân con cũng không thể đứng thẳng. Nó ánh mắt u u nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng, lạnh lùng nói ra, coi như ngươi đã từng là thượng giới thần tộc, ngươi bây giờ chỉ còn lại một tia tàn hồn, lại như thế nào cùng bổn quân đánh nhau thức thời lập tức lăn đi, cái này một giới tạp toái hủy đi chúng ta minh giới phân đà cùng sứ giả, dựa theo quy củ của chúng ta, là nhất định phải diệt thế. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là rời đi cái này một giới, hoặc là cùng bọn hắn chôn cùng. Hừ, lão giả nhàn nhạt hừ một cái, không còn có nói một câu nói nhảm, trong tay hỏa long kiếm sáng lên, rõ ràng chuẩn bị một trận chiến. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đi chết đi. Hai cốt cự nhân quơ to lớn hai cốt đại thủ đối lão giả tóc trắng hư ảnh hung hăng vỗ xuống, tại nó cánh tay múa thời điểm, toàn thân nó xương cốt thượng thần bí phù văn đều du tẩu, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thức theo nó đại thủ bên trên truyền đến, giang giật bọn người tin tưởng coi như đông hoàng đại lục cao lớn nhất sơn phong tại một trường này dưới, cũng sẽ hôi phi yên diệt. Tiểu tử, thấy rõ ràng kiếm này là thế nào dùng? Lão giả tóc trắng không lọt vào mắt cái kia to lớn hài cốt đại thủ, ánh mắt nhìn về phía giang giật, một mặt bình tĩnh, hư ảnh tay run một cái, hỏa long kiếm run lên, phía trên ba đầu long văn điên cuồng du tẩu, một cỗ so vừa rồi càng thêm bá đạo cùng hải cốt cự nhân trên thân khí thức tương xứng khí thức theo hỏa long kiếm bên trên truyền ra đến, lão giả tóc trắng hư ảnh có chút sáng lên, nhẹ nhàng vung vẩy hỏa long kiếm hướng phía trước đánh xuống. Xuy suy ba đầu hỏa long gào thét mà ra, cũng không có giống giang giật như thế gào thét mà ra, mà là quấn quyết lấy nhau, cuối cùng biến thành một đạo kiếm mang hướng hải cốt cự nhân vào tới. Thành khẩn, một đạo tựa như trường tiến bắn chúng một bản thanh âm vang lên, đạo kiếm mang kia bắn chúng hải cốt cự nhân đầu, kiếm mang cũng chui vào đầu của nó không thấy mà hài cốt cự nhân lúc đầu điên cuồng nện xuống cự thủ lại đứng tại giữa không trung hắn trong đôi mắt đều là hoảng sợ cùng không dám tin hàm dưới xê dịch phát ra một đạo trầm muộn kinh hô ngươi ngươi không phải không phải oanh toàn bộ hài cốt cự nhân đầu đột nhiên bạo liệt tiếp lấy nó kia như cự đại sơn nhạc thân thể chia năm xẻ bảy kia như như cự thạch hài cốt hướng bốn phương tám hướng bắn ra phía trên ám kim sắc phủ văn cũng toàn bộ yên lặng ảm đạm xuống toàn trường tĩnh tụ liền giang giật hai mắt đều bắt đầu mông lung, nhìn qua trên không trung cái kia hơi mở hư ảnh, nhìn qua tứ phía phiêu tán rơi dụng hải cốt, tất cả mọi người coi là đang nằm mơ, là như vậy không chân thật, như vậy hoang đường. Theo vừa rồi giang giật bị bắt, đến hải cốt cự nhân bạo liệt, kỳ thật cũng vẻn vẹn mấy hơi thời gian. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là biết rõ giang giật bị bắt về sau, hải cốt cự nhân đột nhiên buông tay, sau đó giang giật kiếm bay lên không trung xuất hiện một nửa trong suốt lão giả, lão giả tùy ý vung vẩy giang giật trường kiếm bắn ra một đạo kiếm mang, sau đó hải cốt cự nhân tự bạo liệt. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, để rất nhiều người căn bản là không có cách tiếp nhận, to lớn như vậy tương phản, để đại gia thật lâu chưa kịp phản ứng. Chạy trở về các người thế giới dưới lòng đất đi, lão giả tóc trắng ánh mắt quét qua phía dưới thi tương thi binh thi thú nhàn nhạt mở miệng, những cái kia căn bản không có linh hồn ý thức thi binh thi tương bọn họ lại đều hoảng sợ hướng dưới mặt đất phóng đi, bằng nhanh nhất tốc độ bay trốn, tựa hồ lão giả tóc trắng này liền là thần linh. Vài ức thi binh thi thú, tại rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, biến mất vô tung vô ảnh. Đều theo trong hố sâu, đầu kia tuyệt đại khe hở bên trong về tới thế giới dưới lòng đất, nguyên bản hò hét ẩm ý chiến trường biến thành yên tĩnh im ắng. Giờ khắc này hình tượng cũng tựa hồ động lại, hơn một nghìn vạn ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên không trung thanh kiếm kia, cái kia đạo màu trắng lão giả hư ảnh đại khí cũng không dám phun ra, lão giả tóc trắng khuôn mặt rất phổ thông trên thân khí tức cũng yếu ớt không thể nghe thấy hắn coi thường phía dưới sở hữu nhân tộc võ giả ánh mắt nhìn về phía giang giật nhàn nhạt mở miệng nói tiểu tử ngươi đi lên ta giang giật thân thể chấn động giật mình tỉnh lại vội vàng đằng không mà lên lão giả tóc trắng đem hỏa long kiếm ném cho hắn đột nhiên vung tay lên tại thân thể hai người ngoại hình thành một quang cháo lúc này mới nói ra lúc đầu lần này ta là dự định từ bỏ ngươi dự định để kiếm này rời đi cái này một giới đi tìm vị kế tiếp chủ nhân, bất quá một khắc cuối cùng ta cải biến chú ý, người có biết vì sao? Trong suốt màn hào quang vòng bảo hộ hình thành, thanh âm bên ngoài hoàn toàn nghe không được, lão giả cũng không muốn cho người biết hai người nói chuyện. Giang giật mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, cùng tính tiếp nhận hỏa long kiếm, không người nói xin tiền bối huấn thị. Thiên tư của ngươi không tính rất tốt, tâm tính của ngươi cũng không tính rất thành thục, tại ức vạn giới diện bên trong, ngươi nhiều nhất xem như cái trung đẳng tư chất đi giống như không phải bản tọa truyền cho ngươi vô danh thần công người đời này hẳn là không biện pháp trở thành thiên thần phá toái hư không phi thăng lên giới lão già tiếp tục nói lời nói bình thản lại như đất bằng lên kinh lôi để giang giật hổ khu chấn động vô danh thần công lại là lão già này truyền thụ cho như vậy từ nhỏ vây khốn hắn phong ấn cũng là lão già này bố trí hỏa long châu hỏa long kiếm huyền thần đao hết thảy hết thảy đều là lão già này an bài lão già thản nhiên nhìn giang giật một chút gật đầu nói ngươi đoán không lầm ngươi còn tại trong tã lót lúc, lão phu đã tuyển định ngươi. Bởi vì ngươi là cái này một giới thiên tư tốt nhất, trong thân thể ngươi thần ẩn chứa thần tộc huyết dịch, mẫu thân ngươi đến phía trên giới, coi như tương đối cường đại thần tộc đi. Lão phu tại các ngươi cái này một giới ẩn núp trăm vạn năm, trừ ngươi ở ngoài, chỉ có một cái huyền đế coi như khả tạo chi tài, đáng tiếc hắn có một cái khuyết điểm chí mạng, sở dĩ lão phu cũng không có lựa chọn hắn. Ây, Giang giật phát ra một tiếng tiếng thán phục, cũng không biết làm sao nói tiếp, chỉ có thể cung kính tiếp tục lắng nghe lão giả dạy bảo. Lão giả dừng một chút, khe khẽ thở dài nói, lúc đầu lần này ta là chuẩn bị từ bỏ ngươi, bất quá một khắc cuối cùng ngươi dám nhục mạ minh đế, ha ha ha, nói kiếm này là minh đế xương cốt luyện chế lời trẻ con tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, người có biết đạo minh đế là ai vừa rồi hình tượng khẳng định bị tên kia minh tướng truyền về minh giới. Sở dĩ không ra một tháng minh giới đại quân tất đến. Coi như người đi thượng giới, cũng sẽ bị minh giới đại quân không chết không thôi truy sát sở dĩ, người đời này sẽ rất số khổ, người hoặc là trở thành vạn giới trí tôn chân áp minh đế, hoặc là hình thần câu diệt, không có thứ hai con đường có thể đi. chương 1276, tử lộ, Giang giật không biết đạo minh đế là ai, thậm chí cái này minh tướng thân phận hắn đều là suy đoán lung tung, chỉ là cảm giác giống như trong truyền thuyết minh giới sinh vật, thuận miệng nói bậy. Nghe được lão già tóc trắng, hắn có chút hoài nghi lão đầu này không hội kiến hắn ít đọc sách lửa hắn a hắn nửa tin nửa ngờ hỏi chúng ta vừa rồi hình tượng thật truyền về minh giới ha ha lão giả nhàn nhạt quét giang giật một chút nói người đã không tin ta một cái kia nguyệt sau gặp mặt sẽ hiểu đi ân quên nói cho người biết lão phu tàn hồn năng lượng không nhiều lắm trăm vạn năm hao phí ta phần lớn hồn lực vừa rồi lại giúp người đánh chết một tên minh tướng sở dĩ một tháng sau số lớn minh tướng tiến công bằng vào lão phu là không ngăn nổi chính ngươi nghĩ biện pháp đi khác đừng a à, giang giật cuống lên vội vàng khóc tang mặt bồi lễ nói tiền bối ta sai rồi ta không nên chất vấn ngươi van cầu ngươi ra tay giúp giúp chúng ta giúp đỡ cái này thiên hạ vạn dân ngươi cũng không đành lòng nhìn thấy cái này ức vạn vạn nhân tộc chết đi không phải ta nhẫn tâm lão già lắc đầu nói là thật không có cách giống như lão phu còn sống coi như trăm vạn minh tướng cũng có thể giúp ngươi chém giết nha nhiều nhất chém giết năm cái minh tướng ta cái này tàn hồn liền sẽ hoàn toàn biến mất lần này đánh chết minh tướng Minh giới chủ quản phiến tinh vực này Minh Vương khẳng định hội giận dữ, giờ phút này cũng đã đang bố trí đại trận, một tháng sau ít nhất hội truyền tống một ngàn tên Minh tướng đến đây đi. a à, Giang giật luống cuống, cái này Minh tướng khủng bố như thế, một cái bọn hắn đều thúc thủ vô sách, vẫn còn muốn tới một ngàn cái một tháng sau thiên tinh giới còn có thể tồn tại sao? Lão giả này ngôn ngữ nặng nề, không hề giống dáng vẻ nói láo. Mà lại đối với tàn hồn Giang giật cũng có chút hiểu rõ, huyền đế năm đó lưu lại một tia tàn hồn tại thiên tinh giới Đằng sau cũng bù không được tuế nguyệt trôi qua, năng lượng dần dần biến mất, lão giả này thế nhưng là tại hỏa long kiếm bên trong ẩn nút trăm vạn năm A. À. Trăm vạn năm thời gian, hắn tàn hồn không có tiêu tán, còn một chiêu diệt một tên minh tướng, lão giả khi còn sống cường đại vượt quá giang giật ngoài tưởng tượng, nhưng một ngàn tên minh tướng hắn cũng hẳn là không có cách nào đối phó. Kỳ thật huyền đế cái kia tiểu tử không phi thăng, các người thiên tinh giới còn không đến mức bị minh giới khống chế. Huyền đế sau khi phi thăng có một tia Minh khí thừa cơ tiến vào các người Thiên Tinh giới, sau đó âm thầm ảnh hưởng khống chế Thiên Minh Tông. Cái kia Thiên Minh Tông tiểu ma đầu cũng không nói sai, giống như không phải ngươi xuất hiện, lần Hạo Kiếp này cũng sẽ không xuất hiện. Thiên Minh Tông hoặc là nói Minh giới sách lược một mực là vỗ béo chậm rãi giết, để giới diện bên trong sinh vật chinh chiến không ngớt, bọn hắn liền có thể liên tục không ngừng đạt được thi thể, lại luyện chế thi binh thi tương, tiếp lấy đưa đi Minh giới. Cái này thiên tinh giới sinh linh đều là bị minh giới nuôi nhốt, tiểu tử ngươi suy nghĩ một chút giống như nuôi nhốt gia súc, đột nhiên nhắc lên đổ đau muốn phản kháng chủ nhân, chủ nhân hội làm thế nào. Lão giả nhẹ nhàng lời nói truyền đến, giang giật thân thể run lên, theo bản năng nói tiếp, đem những này gia súc toàn bộ làm thịt. Không sai, lão giả ánh mắt nhìn về phía trên trời cao, mặt mũi tràn đầy nặng nề nói ra, kỳ thật diệt thế đối với bọn hắn tới nói quá đơn giản, tùy ý phái một cái minh tướng hạ giới cũng có thể diệt thế, đem đại lục ở bên trên nhân tộc sinh linh toàn bộ chém giết về sau, không cần 10 vạn năm, cái này giới diện lại hội sinh sôi suốt sinh linh cùng nhân loại. 20 vạn năm sau, cái này giới diện liền sẽ lần nữa phồn vinh, đến lúc đó bọn hắn tùy ý khống chế một cái tông phái, ban cho một chút công pháp bí cảnh thần khí, lại có thể nhẹ nhõm khống chế cái này giới diện. Thần khí, trận pháp, giang giật bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thiên minh tông có được nhiều như vậy trận pháp thần kỳ, còn không hiểu thấu xuất hiện mấy món vốn không thuộc về thiên tinh giới thần khí, nguyên lai là minh giới ban cho A. Tại lão giả một phen giảng thuật phía dưới, Giang giật cũng coi là triệt để minh bạch. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia đắng chát, chân tướng càng như thế tàn khốc, đông hoàng đại lục 108 vực hàng năm chinh chiến không ngớt, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi, cái này tình cảm là thiên minh tông âm thầm tại ảnh hưởng. Thế giới này võ giả như thế yêu thích siết chóc, xem ra cũng là thiên minh tông hàng năm ảnh hưởng dưới kết quả. Minh giới tại thiên tinh giới tiện tay bày một cái bẫy, liền đem thiên tinh giới biến thành một cái trại chăn nuôi. Người nơi này lại đều mơ mơ màng màng, thật tình không biết toàn bộ người đều chỉ là minh giới nuôi nhốt súc sinh thôi. Thiên minh tông muốn nhiều một ít thi binh thi tương, tùy ý khống chế phát sinh một trận đại chiến, tự có hàng ngàn hàng vạn sinh linh chết đi, cuối cùng tại thế giới dưới mặt đất bên trong được luyện chế thành thi binh thi tương. Tiền bối, thật không cứu nổi sao, Giang giật đột nhiên một gối cho lão giả quỳ xuống, hắn chưa từng thích cho người ta quỳ xuống nhưng cái quỳ này hắn không chỉ là vì hắn cùng hắn thân nhân tộc người vẫn là vì thiên tinh giới vạn dân đầu của hắn thật sâu rủ xuống chắp tay quát khẽ nói xin tiền bối mau cứu thiên tinh giới mau cứu cái này vô tội thiên hạ vạn dân ngươi muốn ta làm một chuyện gì giang giật đều muôn lần chết không chối từ bịch bịch người phía dưới nghe không rõ hai người nói chuyện nhưng nhìn thấy giang giật quỳ toàn bộ người vội vàng đi theo quỳ xuống tụ liền trọng thương hiên đế cũng quỳ xuống Hiên đế không biết Giang Giật đang cầu xin lão giả này cái gì, nhưng chỉ bằng lão giả này đánh giết minh tướng, đây đối với thiên tinh giới tới nói liền là đại ân, nên tiếp thụ chúng người quỳ lại, thực lực của hắn cũng đáng được mọi người quỳ bái. Lão giả trầm mặc, không có xem Giang Giật, đứng chắp tay nhìn qua hư không, một hồi lâu sau về sau, hắn trầm giọng nói ra, ta không giúp được các ngươi, bằng vào ta hồn lực, nhiều nhất chỉ có thể đánh giết năm tên minh tướng. Bất quá ta có thể giúp người bố trí một cái đại trận, để minh giới cùng thượng giới người không cách nào tiến vào cái này một giới. Nghe được phía trước câu nói kia, sang giật nội tâm trầm xuống, nghe phía sau câu nói kia lại phong hồi lộ chuyển, bố trí một cái đại trận để thượng giới người không cách nào tiến vào vậy bọn hắn chẳng phải an toàn sao. Người đừng cao hứng quá sớm, sang giật vừa mới nghĩ bái tạ, lão giả lời nói lạnh lùng lại vang lên, giống như bố trí đại trận này, không chỉ có thượng giới người không cách nào vào đây, toàn bộ thế giới thiên địa nguyên khí cũng vô pháp vào đây sở dĩ một khi đại trận hình thành thiên tinh giới linh khí hội từ từ tiêu hao hết ngàn năm sau toàn bộ thiên tinh giới không còn có một điểm linh khí linh khí là vạn vật căn bản không có linh khí nơi này sinh linh đồng dạng sẽ từ từ chết đi cuối cùng tại hơn một ngàn năm về sau toàn bộ thiên tinh giới triệt để biến thành tử tinh vực đây là một cái tử trận a à, giang giật nội tâm lại treo lên cái này nghịch chuyển quá nhanh giống như trái tim không tốt sợ là sẽ phải bị lão giả này tươi sống dọa cho chết hắn dứt khoát không ra chờ đợi lão giả tiếp tục kể rõ, hắn tin tưởng cái này thần bí mà cường đại lão giả nhất định sẽ có biện pháp. Còn có một con đường, quả nhiên, lão giả ngữ phong lần nữa biến đổi, chỉ vào hư không bên trên nói ra, ta còn có thể kiến tạo một cái khác đại trận, là sống trận. Cái này trận có thể ngăn cản thượng giới người vào đây, cũng có thể để thiên địa nguyên khí vào đây, bất qua cái này trận hao phí năng lượng quá nhiều, bằng vào ta tàn hồn năng lượng, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 năm. Nói một cách khác 10 năm sau, các người thiên tinh giới còn không có nghĩ đến biện pháp đối kháng minh giới đại quân biện pháp, đến lúc đó các người đồng dạng sẽ bị diệt thế. Hai con đường, chính ngươi chọn đi, 10 năm, Giang giật đầy mắt ngạc nhiên, 10 năm có thể làm gì 10 năm hắn có thể phi thăng thượng giới sao? Coi như phi thăng đi thượng giới, một mình hắn có thể đối kháng minh giới đại quân. Hai con đường này nhìn một đầu là tử lộ, một đầu là sống đường, nhưng Giang giật lại cảm giác cũng giống như tử lộ chương 1277, đi tìm huyền đế y phiêu phiêu. Đại sứ như thế giang giật không dám làm chủ, cùng lão giả nói muốn cùng mọi người thương nghị một phen. Lão giả thần bí nhẹ gật đầu, hư ảnh biến mất tiến vào hỏa long kiếm bên trong, màn hào quang cũng đã biến mất, giang giật bay thấp xuống dưới. Nhìn qua khắp nơi thảm thi, khắp nơi đều là thương binh, khắp nơi đều là vết thương chiến trường, nhìn qua hôn mê bất tỉnh Phật đế bọn người, giang giật cũng không tốt lập tức triệu tập mọi người thương nghị hắn chỉ có thể triệu tập những cái kia đại gia tộc tộc trưởng từng bước truyền lệnh xuống quét dọn chiến trường cứu chữa thương binh đồng thời dò xét thi binh thi tương tình huống còn có cầm xuống kiếm ra vũ ra đổ ra cùng đầu nhập vào thiên minh tông gia tộc giang giật mệnh lệnh không ai dám vi phạm bởi vì là giang giật nghịch chuyển thế cục là hắn cứu được tất cả mọi người cứu được thiên tinh giới cái kia cường đại đến làm người ta sợ hãi lão giả tàn hồn thế nhưng là giang giật hỏa long kiếm bên trong tại thời khắc này giang giật tại nhân tộc liên quân bên trong có được vô thượng quyền uy, danh vọng vượt qua Phật đế Thánh Hậu. Đồ gia kiếm ra vũ ra cùng đầu nhập vào thiên minh tông con em gia tộc đều không có phản kháng, ngoan ngoãn bị liên quân khống chế. Giang giật đánh chết thú đế bắc đế hình ma, còn dựa vào cái kia lão giả thần bí tàn hồn đánh chết một cái nhưng so sánh thần linh minh tướng, ai còn dám phản kháng phản kháng lại có ý nghĩa gì. Đi dò xét thế giới dưới lòng đất trinh sát trở về, những cái kia thi binh thi tương đều thành thật, ở tại thế giới dưới lòng đất không nhúc nhích. Đoán chừng không có thiên minh tông đại trận dẫn dắt, trong thời gian ngắn là không thể nào trở ra làm hại nhân gian. Giang giật vẫn là không dám chủ quan, phái người thẩm vấn một phen vũ ra hai tên trưởng lão, hỏi thiên minh tông trụ sở. Sau đó lập tức điều động hơn 10 người bán thần, dẫn đầu 10 vạn đại quân tiến đến vây quét, thiên minh tông quá nguy hiểm, không thể để cho thiên minh tông một người đệ tử sống sót. Phật đế bọn người bị đưa vào thiên ẩn tông bên trong an dưỡng, hai ngàn vạn đại quân phân biệt đi thiên y thành cùng thần tứ thành, một bên chỉnh đốn chờ đợi mệnh lệnh. Phật đế thánh hậu thụ thương đều thật nặng, mặc dù có đỉnh cấp thuốc chữa thương, đoán chừng không có bốn năm ngày là không có cách nào tỉnh lại. Liên quan tới tử trận sống trận sự tình, Giang giật cũng không dám lộ ra nửa điểm phong thanh, tránh cho bởi vì đại quân khủng hoảng. Vừa mới một trận khoáng thế đại chiến, nhân tộc liên quân bị thương nặng, thể xác tinh thần cũng đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không thể lại kích thích bọn hắn. Giang giật, những cái kia phản đồ tộc nhân xử lý như thế nào. Thiên ẩn tông lớn nhất trong lầu các, đường thần cơ đi đến xin chỉ thị giang giật, đường thần cơ thương thế không tính quá nặng, giang giật đối với hắn vẫn là rất tín nhiệm, năng lực của hắn rất mạnh, sở dĩ những này hậu sự đều là để hắn đi an bài. Đường thần cơ cũng rất thông minh, mọi chuyện đều đến xin chỉ thị giang giật, hắn phi thường tin tưởng người trẻ tuổi này đã là tên đến thực quy đại lục chúa tể. Như hắn muốn trở thành mới đại đế, đoán chừng tất cả mọi người hội ủng hộ, cùng Giang giật giữ gìn mối quan hệ, về sau đường ra địa vị hội càng phát ổn định. Giết, Giang giật trầm mặc một hồi, lãnh huyết vô tình hạ lệnh, mấy nhà võ giả toàn bộ chém giết, người già trẻ em lưu vong đi tội đảo, đời đời kiếp kiếp làm nô. Đến lúc đó tội đảo cũng chú quân, không thể để cho 13 gia tộc sự tình tái diễn. Rõ, đường thần cơ chắp tay đáp ứng, đối với Giang giật lãnh huyết nhưng không có nửa điểm dị nghị. Mấy nhà như là đã phản bội nhân tộc, đầu nhập vào minh giới, giữ lại chỉ có thể là gieo họa lưu bọn hắn lại người già trẻ em đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu là hắn đến xử lý, đoán chừng một cái cũng sẽ không lưu lại. Lão đường, Giang giật rừng một chút nói ra, lòng đất thế giới thi binh cùng thi tương thi thú đều muốn thanh lý, giữ lại thủy chung là cái gieo họa. Được rồi, có chút thi tương rất lợi hại, bình thường bán thần không thể vì địch, đại quân vẫn là trước đừng nhúc nhích, chờ lão ra tử bọn hắn thức tỉnh rồi nói sau. Trong khoảng thời gian này đại lục ngược lại là bình tĩnh, thiên minh tông dương nhiệt cũng không có làm loạn, đường thần cơ bọn người đã sớm đưa tin triệu tập đại quân tương thiên minh tông trụ sở minh sơn bao bọc vây quanh liền chờ những cái kia bán thần trở về triệt để tiêu diệt toàn bộ bốn năm ngày sau phật đế thánh hậu dần dần vừa tỉnh lại các vị đều là trí cường giả nhục thân cường đại bản thân năng lực khôi phục rất mạnh giang giật đợi thêm nữa một ngày chờ mọi người miễn cưỡng có thể xuống giường lập tức triệu tập các vị đại đế cùng thánh hậu đường thần cơ cùng thượng cổ gia tộc tộc trưởng mở hội một tháng sau minh giới đại quân liền muốn đến đến lúc đó lại có một ngàn cái minh tướng. Cùng cái kia cử ma đồng dạng thực lực minh tướng, Giang giật đám người đúng chỗ về sau, lập tức ném ra một cái quả bom nặng ký, chờ mọi người hơi khôi phục lại bình tĩnh về sau. Hắn lần nữa nói ra, ta hỏa long kiếm bên trong có một cái rất cường đại trí cường giả tàn hồn, bất quá đại gia đừng hy vọng hắn có thể đối kháng một ngàn minh tướng, hắn hồn lực không nhiều, hắn cho hai ta con đường. Giang giật sắp chết trận cùng sống trận nói cho đại gia, lúc này mới nhìn lướt qua Phật đế cùng Thánh hậu nói ra, đại gia thương nghị một chút chọn con đường nào, bày trận đoán chừng muốn một đoạn thời gian, chúng ta càng nhanh có kết quả càng tốt. Toàn bộ người trầm mặc, cau mày, hai con đường này đều không phải là tốt đường. Con đường thứ nhất, thiên tinh giới có thể kéo dài hơi tàn hơn một ngàn năm, đến lúc đó linh khí biến mất, hoa cỏ cây cối hội dần dần khô héo chết đi, nhân loại không có đồ ăn cũng sẽ chậm rãi chết đi, cuối cùng nơi này biến thành một mảnh tử địa. Thứ hai con đường, đại trận có thể bảo trụ thiên tinh giới 10 năm, mười năm sau nếu không có biện pháp đối kháng minh giới đại quân đại lục đồng giảng sẽ diệt thế toàn bộ sinh linh đều sẽ bị minh tướng vô tình chém giết con đường thứ nhất thiên tinh giới vạn dân có thể kéo dài hơi tàn hơn một ngàn năm thứ hai con đường thiên tinh giới còn có một tia hy vọng giống như có thể xuất hiện mấy cái nghịch thiên cường giả phi thăng thiên giới tại thiên giới sông sáu mười năm nói không chừng có thể kiếm ra một chút thành tựu đến lúc đó năng lực kháng minh giới đại quân không đúng doãn hoàng đột nhiên mở miệng nói từ trận có phải hay không chúng ta cũng không thể phi thăng giống như có thể phi thăng, chúng ta khẳng định chọn tử trận A, dù sao còn có thời gian ngàn năm. Ách, Giang giật liền tranh thủ tâm thần yên lặng tại hỏa long kiếm bên trong, lần này lão giả kia tàn hồn không có tránh hắn, rất rõ ràng truyền âm cho hắn nói, một đám ngu xuẩn, đều nói là tử trận, kia đại biểu người bên ngoài vào không được, các ngươi cũng ra không được. Các ngươi chỉ có thể ở bên trong kéo dài hơi tàn, sống tạm cả một đời, để các ngươi hậu đại trơ mắt nhìn xem thiên tinh giới diệt phong đã hiểu, Giang giật nặng nề nhẹ gật đầu, đem lời nói của ông lão truyền cho đại gia, mọi người lần nữa rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu Phật đế cùng Thánh hậu hiên đế liếc nhau, Phật đế đại biểu mấy người mở miệng nói, Giang giật, chúng ta chọn con đường thứ hai đi, tử trận vậy còn không như diệt thế. Sống trận chúng ta còn có hy vọng, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp người phi thăng, chỉ cần ngươi phi thăng, người có thể đi tìm huyền đế, có thể đi tìm phiêu phiêu tiểu thư. Tìm tới các nàng chí ít có thể nghĩ một chút biện pháp, người mới 25 tuổi, đi đến một bước này vẻn vẹn hao tốn 10 năm, chúng ta đều tin tưởng ngươi, nhất định có thể tại hạ trong một thập niên trở về. Cái này, Giang giật sắc mặt một khổ, mọi người tin tưởng hắn, chính hắn đều không tin tưởng mình. Gánh vác thiên tinh giới ức vạn con dân sinh tử tồn vong cái này gánh nặng, hắn không biết mình có thể hay không bị tươi sống đẻ chết. Huyền đế, mẫu thân, bất quá nghĩ đến hai người kia, Giang giật không hiểu lại có một chút lòng tin. Huyền đế tàn hồn đã từng nói hắn tại vạn thánh giới một thành trì làm thành chủ kia huyền đế giờ phút này khẳng định rất cường đại, thủ hạ cũng có rất nhiều thiên thần. Mẹ hắn thân nghe nói địa vị rất lớn hỏa long kiếm bên trong lão giả cũng đã nói y phiêu phiêu là một cái tương đối cường đại thần tộc giống như có thể tìm tới các nàng, có lẽ thật đúng là lại có một tia hy vọng. Giang giật thình lình đứng dậy, quát khẽ nói tốt. Vậy liền chọn sống trận, chương 1278, hỏa long kiếm bí mật. Bày trận xác thực không phải sự tình đơn giản, bởi vì cái này đại trận là đem toàn bộ thiên tinh giới đều bao phủ đi vào, sở dĩ tại đem quyết định nói cho lão giả thần bí về sau, hắn lập tức để giang giật đi làm chuẩn bị vật liệu. Bày trận vật liệu rất phức tạp, lượng cũng rất lớn, cũng may hỏi thăm Phật đế bọn người một phen về sau, phát hiện bọn hắn các gia tộc đều có một ít vật liệu, trở về đến một chút hẳn là không sai biệt lắm. Thời gian cấp bách, ngoại trừ thánh hậu bên ngoài, Giang giật đem Phật đế doãn đế đường thần cơ các loại gia tộc tộc trưởng đều ném vào huyền thần cung bên trong, lúc này mới bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía nam bay đi, một khi có thể độn thiên sau lập tức độn thiên mà đi, hao tốn hai ngày thời gian, mọi người tự đã tới Bắc Đế Thành. Bắc Đế Thành nội đại quân tụ tập, vũ gia còn có phụ thuộc vũ gia gia tộc cường giả đều bị bắt rồi. Giang giật trở về trực tiếp hạ lệnh khai trảm, những cái kia bị bắt phó giả toàn bộ chém giết, người già trẻ em lưu vong đi tội đảo. Phật đế bọn người nhao nhao truyền thống về đi siêu tập vật liệu, giang giật tỏa chân Bắc Đế Thành, một bên khác đại quân thúc đẩy tề tụ Minh Sơn, Giang giật mệnh lệnh là không thể thả đi thiên minh tông một người, không thể lưu lại một tòa pháp trận, tương thiên minh tông hết thảy đồ vật đều hủy đi. Vô số trận thạch thiên thạch, hắc thạch các loại tài liệu liên tục không ngừng bị đưa tới, tại vũ bảo trên quảng trường chất thành một tòa núi nhỏ. Giang giật trong tay cũng xuất hiện một tấm bản vẽ, mấy trăm tên đường ra cấp cao nhất thợ thủ công tụ tập lại, dựa theo bản vẽ kiến tạo một tòa cự đại bảo tháp. Toàn bộ vũ bảo cũng bị cải tạo, đây là Phật đế đám người ý tứ, đem vũ ra tòa thành đều phá hủy một lần nữa kiến tạo về sau bác đế thành đổi tên là giang đế thành vũ bảo cũng đổi tên là giang bảo tòa thành trì này về sau là thuộc về giang giật cùng giang gia mới giang bảo sẽ có được nhất cường đại đại trận có thể so với huyền đế thành phòng ngự đại trận đồng thời mười mấy cái gia tộc đều sẽ có một cái bán thần ở lâu giang bảo trấn thủ giang bảo không chỉ là giúp giang giật giữ nhà càng quan trọng hơn là cái kia phong ấn thiên tinh giới đại trận trận cơ ngay tại giang bảo như cái này trận cơ bị hủy, thiên tinh giới cũng liền hủy, sở dĩ mọi người tự nhiên coi trọng nơi này, phòng ngừa thiên minh tông dư nghiệt đột nhiên công kích. Phong ấn thiên tinh giới đại trận theo lão giả thần bí nói gọi thiên luân đại trận, trận cơ hao tốn 5 ngày kiến tạo thành công, là một tòa cao tới trăm trượng bảo tháp, toàn thân bởi hắc thạch thiên thạch trận tâm thạch này một ít vật liệu kiến tạo mà thành, thiên thạch tụ hao tốn 1 tỷ. Mà lại những này thiên thạch cùng chân quý vật liệu theo thời gian trôi qua sẽ bị nhanh chóng tiêu hao, 10 năm về sau triệt để tiêu hao hết, đại trận này cũng sẽ vô dụng. Để bọn hắn toàn bộ ra ngoài, chuẩn bị thỏa đáng, Giang giật tâm niệm yên lặng tại hỏa long kiếm bên trong, lão giả kia truyền xuống một cái mệnh lệnh. Giang giật chỉ có thể để mọi người toàn bộ ra ngoài, toàn bộ Giang bảo bên trong một người không có, cũng không ai dám dùng thần thức thò vào tới. Ông, hỏa long kiếm sáng lên. Một đạo màu trắng hư ảnh bay ra, lão giả thần bí xuất hiện lần nữa. Lão giả này tướng mạo quá bình thường, thuộc về nhét vào trong đám người không ai xem lần thứ hai cái chủng loại kia, không bằng hắn trên người có một loại phi thường kỳ dị khí chất, luôn luôn để cho người ta không dám khinh thường hắn. Lão giả ánh mắt nhìn lướt qua màu đen bảo tháp về sau, gật đầu nói, trận cơ coi như làm chịu đựng, duy trì 10 năm nên vấn đề không lớn. Hưu, tay của lão giả có chút phung lên, một đạo thanh phong phủi nhẹ, xuất vào màu đen bảo tháp bên trong, tiếp lấy bảo tháp sáng lên vạn trượng hắc quang, đỉnh chóp một đạo to lớn màu đen cột sáng xông thẳng tới chân trời, tại trăm vạn trường không chung như một cột nước hướng bốn phương tám hướng tản ra, một nửa hình tròn hình màn hào quang nhanh chóng hình thành. Cuối cùng toàn bộ thiên tinh giới đều bị cái này màn hào quang bao phủ đi vào, tựa như có một cái cửa đại bát đem toàn bộ thiên tinh giới móc ngược lại, hắc quang cũng chậm rãi biến mất, bất quá toàn này bộc phát lại một mực tản mát ra nhàn nhạt sáng ngời, rất là thần kỳ. Tốt, lão giả tùy ý quét bầu trời một chút, hắn hư ảnh tại thời khắc này tựa hồ lại trong suốt mấy phần, ánh mắt của hắn nhìn về phía giang giật nói, lão phù hồn lực tiêu hao quá nhiều phải ngủ say mấy năm sở dĩ ngươi khác đừng hy vọng xa vời mọi thứ trông cậy vào ta về sau đường đều muốn dựa vào ngươi đi đi trong một năm tranh thủ phi thăng lên giới còn như làm sao cứu các ngươi thiên tinh giới chính ngươi đi thượng giới nghĩ biện pháp đa tạ tiền bối giang giật chắp tay lão giả dừng một chút hỏi ta lần này ngủ say ít nhất phải 5 năm mới có thể thức tỉnh ngươi nhưng còn có nghi vấn tốt nhất hỏi tốt giang giật một mực không dám hỏi nhiều Giờ phút này lão giả như thế hào phóng hắn tự nhiên muốn hỏi rõ ràng, hắn nghĩ nghĩ hỏi, tiền bối, vô danh công pháp có cái gì diệu dụng ta tu luyện đến đệ tam trọng, lại cảm giác đằng sau còn có cao thâm hơn cảnh giới. Lão giả tán thưởng nhìn Giang giật một chút, vấn đề này xem như đã hỏi tới điểm mấu chốt, hắn không có suy nghĩ trực tiếp hồi đáp, công pháp này là ta lúc tuổi già sáng tạo một bộ kỳ công. Hết thầy có cửu trọng, người đạt tới thiên thần tình trạng, tự nhiên sẽ xuất hiện đệ tứ trọng công pháp. Công pháp này có cái gì diệu dụng chờ ngươi có cơ hội tu luyện tới đệ thất trọng trở lên tự nhiên sẽ hiểu, còn lại ta nói ngươi cũng không hiểu. Công pháp này toàn bộ thế giới không ai tu luyện qua, trên lý luận tu luyện tới đệ cửu trọng sẽ phi thường cường đại, đương nhiên đây hết thảy đều cần ngươi đi tìm tòi. A, à, Giang giật trợn trắng mắt, có chút bó tay rồi, không ai luyện qua công pháp đây không phải coi hắn làm chuột bạch sao vạn nhất công pháp này có vấn đề đâu. Lão giả không nói, hắn cũng không tốt hỏi nhiều nghĩ nghĩ hắn hỏi một cái muốn hỏi nhất vấn đề, tiền bối, hỏa long kiếm cùng hỏa long châu huyền thần đao là một thể sao vì sao bọn chúng có thể dung hợp còn có hỏa long kiếm bên trên cấm chế vẫn là không trọn vẹn, cái này thần binh có thể tu bổ sao? Ha ha, lão giả nhìn lướt qua hỏa long kiếm, trong mắt tràn đầy tình cảm phức tạp, nhìn một hồi lâu mới trầm giọng nói ra, binh khí này không thể tu bổ, kỳ thật. Binh khí này bị ta chia ra làm bảy, cái này ba cái tàn kiện đi theo của ta tàn hồn đi tới thiên tinh giới, còn lại bốn kiện, còn có kiếm chân chính khí linh đều thất lạc ở còn lại giới diện bên trong, cụ thể đi đâu, ta cũng không biết. Người đi thượng giới, có thể tìm kiếm thoáng cái, mỗi lần tìm tới một cái tàn kiện kiếm uy lực liền có thể gia tăng gấp 10, giống như người có thể tập hợp đủ 7 cái tàn kiện cùng khí linh, kiếm này mới có thể hiển lộ ra chân chính bộ dáng, cũng có thể phát huy uy lực chân chính, uy lực cũng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của người bên ngoài, đến lúc đó người cũng sẽ biết rõ thân phận của ta. Cái gì, giang giật hổ khu chấn động, này hỏa long kiếm lại còn có bốn cái tàn kiện cùng chân chính khí linh thất lạc ở bên ngoài kiếm này uy lực tụ phi thường khủng bố, giống như tại tập hợp đủ còn lại bốn cái tàn kiện cùng khí linh, kiếm này uy lực sẽ đạt tới loại nào kinh khủng tình trạng lão giả này đến cùng là ai có được như thế cường đại thần binh, khẳng định là thượng giới đại nhân vật đi. Tiểu tử, cố gắng tu luyện đi, lão giả hư ảnh chậm rãi biến mất tại hỏa long kiếm bên trong, lưu lại câu nói sau cùng, người đời này chú định cùng minh giới không chết không thôi, người muốn cứu các ngươi tiên tinh giới, cần nghĩ kỹ tốt sống sót, vậy liền cố gắng tu luyện. Làm ngươi thực lực đạt tới nhất định tình trạng, vô danh công pháp tầng tiếp theo công pháp sẽ tự động xuất hiện. Chờ ngươi tu luyện tới đệ cửu trọng, đem hỏa long kiếm toàn bộ tàn kiện cùng khí linh tìm tới, ngươi liền có thể có được đối kháng minh giới thực lực. Nếu không, ngươi tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan, kiếm này cũng sẽ tự động rời đi, tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân. Ừm, ta nhất định sẽ cố gắng. Giang giật chăm chú nắm 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 đấm, nhìn qua hư không bên trên, trầm giọng nói ra, ta nhất định phải phá toái hư không, phi thăng lên giới. Mẫu thân chờ lấy ta, hài nhi chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. chương 1279, Giang Đế, vũ gia kiếm ra đồ ra cùng cuối cùng làm phản đầu nhập vào thiên minh tông sở hữu gia tộc, chỉ cần là kim cương cấp bậc trở lên võ giả, toàn bộ bị chém giết. Mệnh lệnh là giang giật dưới, động thủ là người của đường ra, thiên minh tông dương nghiệt toàn bộ bị chém giết, minh sơn bị san thành bình địa, còn có một số tiềm phục tại chỗ tối sứ giả cũng tại từng bước trong đuổi giết. Đại lục hạo kiếp rút cuộc đã trôi qua, mình chủ biến thành ma đầu, nhân tộc phản đồ giang giật biến thành anh hùng. Nhân sinh luôn luôn như thế kỳ diệu, tại các gia tộc tận lực phủ lên dưới, giang giật anh hùng sự tích vẻn vẹn ba ngày tự truyền khắp toàn bộ thiên tinh giới. Ngao lư bị sửa lại án xử sai, bắc đế kiếm đế thú đế hình ma biến thành tội ác tài trời ma đầu, còn có. Tội đảo bị đánh giết 13 gia tộc cũng đã trở thành anh linh lịch sử luôn luôn bởi người thắng sửa, mặc kệ giang giật có nguyện ý hay không, khi hắn đứng ở thiên tinh đại lục đỉnh phong, chắc chắn sẽ có rất nhiều nịnh nọt người cùng gia tộc vì hắn chính danh, vì hắn biên chế đủ loại truyền kỳ cố sự, vì hắn đúc sử. Thậm chí còn có gia tộc đề nghị thành lập một cái đế quốc, giang giật trở thành một đời mới đại đế, bắt trước năm đó huyền đế, trở thành thiên cổ đệ nhị đế. Thiên tinh giới nguy cơ, giang giật đám người cũng không có chuyển ra ngoài, có tư cách người biết chuyện này, không cao hơn 20 cái. Cái này 20 người đều biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, chuẩn bị đem bí mật này nát tại trong bụng, hoặc là 10 năm sau thiên luân đại trận phá vỡ, minh giới đại quân đột kích lúc tại công bố tại thế. Đối với thành lập đế quốc, Giang Giật không có nửa điểm hứng thú. Không nói trước hắn căn bản là không có dã tâm, cũng không hứng thú làm cái này đại đế. Coi như làm tới đại đế, hắn lại có thể làm bao lâu coi như hắn không có cách nào phi thăng, tối đa cũng chỉ có thể làm 10 năm đoàn mệnh đại đế A. Giang giật cùng Phật đế bọn người thương nghị một phen, quyết định thành lập một cái thiên tinh giới liên minh, không có minh chủ, chỉ có 10 cái đế tôn. Giang giật, Phật đế, Hiên đế, Thánh hậu, Doãn đế, Dạ hậu, Đường thần cơ, Hiên gia tộc trưởng, Mạc gia tộc trưởng, còn có tân nhiệm chiến đế đảm nhiệm đế tôn. Bất cứ chuyện gì bỏ phiếu quyết định, chuyện trọng đại nhất định phải vượt qua thất phiếu phiếu tán thành, mà lại cái này 10 cái vị trí không phải thế tập, mà là theo uy vọng cùng thực lực thượng vị, đồng dạng cần thất phiếu đồng ý mới có thể thượng vị. Đương nhiên, cái này cơ chế chỉ là đến lúc, 10 năm về sau tình huống như thế nào đều không nhất định đâu, thiên tinh giới diệt phong, cái gì liên minh chó má đều vô dụng. Lần này đế tôn cũng không có tà ra vị trí, thậm chí đều không ai nâng, bởi vì tà ra cùng giang giật quan hệ không quá hữu hảo, giờ phút này tân nhiệm tà đế còn ngày đêm thấp thỏm lo âu, sợ giang giật trả thù diệt tà ra. Chiến gia cùng giang giật quan hệ cũng không hữu hảo, bất quá có một cái chiến vô song kẹp ở giữa, chiến đế cũng là bị bắc đế hại chết, cũng không có đầu nhập vào hình ma. Sở dĩ lần này chiến ra may mắn thượng vị, mới chiến đế cũng rất giải quyết, ngày thứ hai nhậm chức mệnh chiến vô song là thiếu tộc trưởng. Thống trị chính quyền xác định, về sau liền là phân địa bàn. Chết mấy cái đại đế, lần này còn có vô số gia tộc chiến tử vẫn lạc, để chống rất nhiều địa bàn, rất nhiều lớn nhỏ gia tộc thế nhưng là như là chó sói nhìn chăm chăm. Giang giật không muốn để ý tới việc này, tự có đường thần cơ Phật đế doãn đế hiên đế bọn người xử lý. Vũ ra bốn vực biến thành giang ra bốn vực, mặc dù giang giật không phải rất muốn. Nhưng cân nhắc đến thiên tinh đại lục tiền ra chiến ra giang ra vân ra các loại chờ đi theo mình người, hắn chỉ có thể tiếp nhận cái này bốn vực, quy củ của toàn bộ ném cho tiền vạn quán đi phân phối, hắn thì chuẩn bị một kiện đại sự. Đại hôn, hắn thiếu doãn nhược băng y thiền ma yêu nhi một cái đại hôn, cũng thiếu tô như tuyết một trận hôn lễ, mặc dù giờ phút này tô như tuyết linh hồn bên trong hồn độc vẫn là không có biện pháp giải khai, không thể để cho nàng khôi phục ký ức, nhưng hắn thời gian thật không nhiều lắm, không thể mang xuống. Hắn chuẩn bị đại hôn về sau, lập tức đi tử thần mật trong nước bế quan, thẳng đến đột phá chân thần sau lại xuất quan. Đối với đột phá chân thần, hắn cũng không có lượng quá lớn lắm, chỉ ít về thời gian không ai nói chắc được. Đột phá chân thần đệ nhất cần nguyên lực ngưng tụ thần hạch, đệ nhị cần cảm mộ dung hợp một cái trung cực đạo văn, đệ tam cần ngưng tụ thần hồn, cái này ba điểm có một chút không có đạt tới, đều không có có cơ hội dễ biến thành thần thể, phá toái hư không. Điểm thứ nhất hắn tại lão giả thần bí ngủ say trước hỏi thăm một phen, rất dễ dàng đạt tới, chỉ cần đem thứ tám khỏa tinh thần dị biến về sau, hắn nguyên lực liền có thể so chân thần. Tại tử thần mật trong nước dựa vào huyền thần cung tu luyện, tốc độ đạt tới 10 vạn lần, hắn chỉ cần thời gian một năm là đủ. Điểm thứ ba thần hồn kỳ thật làm rất dễ, các gia tộc đã sớm hội tụ vô số linh hồn bổ dưỡng linh dược, toàn lực trợ giúp giang giật ngưng tụ thần hồn. Hơn nữa còn có vô số bốn ngũ tinh võ giả tiến vào từng cái bí cảnh bên trong, tìm kiếm linh hồn bổ dưỡng linh dược, tập thiên tinh giới chi lực bảo vệ giang giật trong một năm linh hồn rượi biến thành thần hồn. Điểm thứ hai là khó khăn nhất, dung hợp trung cực đạo văn cần ba cái trí cao đạo văn, hắn có lôi đình chi nộ cùng đồ thần trảm, trên lý luận chỉ cần lại cảm ngộ một cái trí cao đạo văn, đem ba cái đạo văn dung hợp là đủ. Nhưng đạo văn thứ này cũng không phải võ kỹ, chỉ cần chăm học khổ luyện liền có thể tập thành. Giống như vận khí tốt, có lẽ trong nháy mắt liền có thể đốn ngộ, giống như vận khí không tốt có thể cần 10 năm trăm năm huyền thần cung bên trong có thiên họa, lại cảm ngộ một cái trí cao đạo văn vấn đề không phải quá lớn, khó khăn nhất là. Dung hợp, hơn 70 vạn năm qua, thiên tinh giới xuất hiện vô số kinh tài tuyệt diếm tuyệt thế thiên tài, cửu đế gia tộc lịch đại tộc trường thiên tư cũng sẽ không quá kém, nhưng có ai dung hợp trung cực đạo văn một cái đều không có, liền xem như hình ma cũng chỉ là linh hồn cường đại, hắn cũng không có dung hợp trung cực đạo văn. Sở dĩ cái này hơn 70 vạn năm qua không có người nào có thể phi thăng. Giang giật có cơ hội không, có, bởi vì hắn trong thân thể chảy y phiêu phiêu huyết, kia là thượng giới cường đại thần tộc hậu đại, sở dĩ tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở giang giật trên thân. Nhưng là ai có thể bảo chứng giang giật có thể tại trong vòng 1-2 năm đột phá giống như giang giật 10 năm sau mới đột phá, như vậy hết thảy đều xong. Sở dĩ mọi người so giang giật càng sốt ruột, nghe nói giang giật sắp kết hôn sau mới đi bế quan, Phật đế bọn người trong đêm thương nghị một phen, ổn định ở 10 ngày sau đại hôn. Vô số gia tộc bắt đầu chuyển động, là giang giật đại hôn xử lý, tranh thủ tại trong 10 ngày bố trí một cái thịnh đại nhất hôn lễ. Mấy ngày nay giang giật còn để cho người ta kiến tạo một cái anh linh bia, ngay tại giang đế thành trên quảng trường. Thánh Hoàng Long khuất danh tự xếp tại đệ nhất, Ngao Lư xếp tại thứ hai, còn có từ đồ ngạo lôi bán tiền đám người danh tự cũng ghi lại trong danh sách. Lần này sở hữu chiến tử cường giả đều có danh tự, đời đời kiếp kiếp hưởng thụ con cháu đời sau thăm viếng. Sau 10 ngày, một trận thiên tinh giới từ trước tới nay thịnh đại nhất hôn lễ tổ chức, sở hữu đại gia tộc tộc trưởng đều đến, tự liền thánh hậu đều mang thương theo tuyết vực chạy đến, lần này đại hôn tân nương có bốn cái, tô như tuyết, doãn nhược băng, y thiền, mà yêu nhi. Lúc đầu giang giật ý tứ để phượng loan thanh ngư nam cung khinh linh cùng một chỗ đại hôn, bất quá ba người này rất hiểu chuyện, chủ động yêu cầu làm thiếp. Còn có đường tuyết đường yên cũng muốn cầu làm thiếp thất, còn như hồ đan ni càng là liền thiếp thất cũng không nguyện ý, trích nguyện ý làm tình nhân, giang giật thế nhưng là giang đế, truyền đi thanh danh bất hảo nghe. 26 tuổi, trở thành giang đế, thiên tinh giới vua không ngai, cưới các vị đại lục lừng lẫy nổi danh đại mỹ nhân. Người ở bên ngoài xem ra giang giật là một đời nhân vật truyền kỳ, nhưng so sánh huyền đế, nhân sinh của hắn cũng đi lên đỉnh phong, chỉ có giang giật cùng y thiền bọn người biết rõ, giang giật đường vừa mới bắt đầu. Hắn còn lưng đeo một cái vô cùng gian khổ sứ mệnh, gánh vác lấy thiên tinh giới ức vạn vạn con dân sinh tử tồn vong trọng phục. Mọi người chỉ là nhìn thấy hắn mặt ngoài phong quang cùng xinh đẹp, ai có có thể trải nghiệm sau lưng của hắn trả giá gian khổ và cố gắng. Cắt cắt chương 1280, điên cuồng, Giang giật tại Giang đế thành ở ba ngày, liền đi hắc hải, lần này hắn một cái thê tử đều không có mang, vẻn vẹn mang theo Giang tiểu nô cùng tử thần mật hải đại tu trường. Mang theo Giang tiểu nô là bởi vì hắn phát hiện đại hôn trong khoảng thời gian này, Giang tiểu nô cảm xúc một mực rất hạ, kỳ thật nội tâm của hắn chỗ sâu rất rõ ràng Giang tiểu nô khúc mắc nhưng hắn chính mình cũng có khúc mắc đối với hắn mà nói Giang Tiểu Nô là muội muội, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên muội muội, hắn từ đầu đến cuối không cách nào quên điểm này tiếp nhận Giang Tiểu Nô. Đã không thể cho nàng muốn, Giang giật tự nhiên suy nghĩ nhiều cho nàng một phần yêu mến cùng thương tiếc. Nhà đầu này trời sinh tính một ngạt, cùng bất luận kẻ nào đều đùa không đến, chỉ có đi theo chính mình mới hội triển lộ rực rỡ nhất nét mặt tươi cười. Nếu như nói Giang giật đau lòng nhất người, vậy tuyệt đối không phải tô như tuyết y thiền bọn người, mà là cái này động lòng người tiểu thị nữ. Giang giật mang theo rất nhiều linh hồn đại bổ linh dược tiến vào tử thần mật hải, lần này còn lưu lại hai cái đại tù trưởng ở bên ngoài, chờ những cái kia tiến vào các đại bí cảnh cường giả đem linh dược thu thập hoàn tất, sẽ để cho hai tên đại tù trưởng mang theo đi vào. Giang giật rất yên tâm tiến vào, y thiền doãn nhược băng tô như tuyết mà yêu nhi bọn người tự nhiên sẽ có Phật đế doãn đế thánh hậu bọn người chiếu cố, thời khắc này Giang đế thành là đại lục cường giả nhiều nhất địa phương, trong khoảng thời gian này Phật đế hội trưởng thời gian chấn thủ tại cái này, phòng ngừa có người phá hư thiên luân đại trận. Có tiền vạn quán tại, Giang đế thành sự tình cũng hoàn toàn không cần Giang giật quan tâm. Tiền vạn quán người này năng lực mạnh phi thường, đừng nói Giang ra bốn vực chút chuyện này, coi như toàn bộ thiên tinh giới cho hắn đi quản lý cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Hô hô, lần nữa theo hắc hải cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong tiến vào tử thần mật hải, lần này Giang giật không có lần trước như vậy chật vật. Hắn cũng không có đem những cái kia đại tù trưởng phóng xuất, một người ở trong biển du hành, tao một tiểu thạch quái nhẹ nhõm một quyền thẻ thành bột mịn hắn giờ phút này nhục thân rất mạnh tốc độ đặc biệt nhanh vẻn vẹn một ngày tựu đã tới bất tử bộ lạc hắn không có tiếp tục tiến lên liền chuẩn bị ở trong bộ lạc tu luyện ông hắn đem kia mấy chục tên đại tù trưởng truyền tống ra lập tức chỉ vào một tên đại tù trưởng nói ra long dương về sau ngươi chính là đại lục một đời mới thánh hoàng bất quá giờ phút này cũng không có thánh thú tinh huyết người trước dùng thánh thú xương cốt nấu canh tăng lên thân thể đi ta cái này cũng có một ít cường đại nhục thân linh dược, ngoài ra ta còn có thể truyền cho ngươi tu luyện công pháp, để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Long Dương là Long Khuất Tôn Tử, tại đại tu trưởng bên trong thực lực cũng không tính quá mạnh, bất quá Giang Giật tự mình chỉ định, ai cũng không dám có nửa điểm dị nghị. Giang Giật là đời thứ nhất thánh chủ truyền nhân, tại tử thần mật trong nước có được vô thượng quyền uy. Vâng, thiếu chủ, Long Dương trùng điệp gật đầu, Giang Giật lấy ra linh dược cho hắn, đồng thời ban cho hắn mấy món cổ khí, đồng thời còn lấy ra rất nhiều cổ khí để Long Dương đi phân phối. Lần này Thánh Hoàng đi theo ra lại vẫn lạc tại tuyết vực, cũng có hơn 20 tên đại tù trưởng vĩnh viễn trôn xương tại tuyết vực, cái này khiến Giang giật rất là ái náy. Hắn theo võ thương kiếm đế thú đế hình ma trong không gian giới chỉ đạt được một chút cổ khí, huyền thần cung bên trong cổ khí cũng nhiều, tùy ý chọn một chút cho bọn hắn. Tham kiến Thánh Hoàng, còn lại đại tù trưởng nhao nhao hướng Long Dương quỳ xuống, Giang giật khoát tay áo để Long Dương đi xử lý tử thần đại lục sự tình, Chính hắn lấy ra Huyền Thần cung tựu đặt ở Bất Tử Bộ Lạc bên ngoài, hắn chuẩn bị bế quan. "Tiểu nô, ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi có thể hay không rất nhàm chán a à nếu không ta đem Huyền Thần cung cấm chế mở ra, để ngươi tùy thời có thể dùng ra vào nhìn qua khô tỏa tại Huyền Đế trong các gian tiểu nô." Giang giật quan tâm hỏi. "Không cần." Giang tiểu nô nhàn nhạt cười, như một đóa hoa bách hợp nở rộ, nàng lắc đầu nói, "Ta chỉ cần có thể nhìn xem thiếu gia tựu rất vui vẻ, ngươi không cần phải để ý đến ta, bế quan đi." Tốt ha, à, Giang Giật mang theo Giang Tiểu Nô đi thiền điện. Hắn cần lĩnh hội huyền đế thiên hỏa, còn có hai bước thiên hỏa. Y Thiền cùng Doãn Nhược băng phân biệt cảm ngộ một bước, bên trong đều có một cái trí cao đạo văn. Giang Giật chỉ cần cảm ngộ trong đó một cái, sau đó nghĩ biện pháp dung hợp chung cực đạo văn là đủ. Tiến vào thiền điện, Giang Tiểu Nô ngồi xếp bằng, nhìn Giang Giật một cái nói: Thiếu gia, người đừng quản ta, ta cũng tu luyện, tranh thủ đột phá mặc vũ thần công đệ tứ trọng. Ừm, đừng quá miễn cưỡng giang giật gật đầu nói mọi thứ từ từ sẽ đến tu luyện sự tình gấp cũng không gấp được giang tiểu nô không nói gì cười nhạt một tiếng giang giật không để ý tới nàng nữa đưa ánh mắt về phía một bộ thiên họa cái này thiên họa y thiền cảm ngộ một cái trí cao đạo văn là một cái phụ trợ hình đạo văn không gian đạo văn giang giật cũng không có hỏi thăm y thiền trong này đạo văn đến cùng là cái gì bởi vì đạo văn muốn chính mình cảm ngộ mới xem như thật cảm ngộ giống như y thiền sớm nói cho giang giật không chỉ có không giúp được hắn sẽ còn để hắn đi vào lối rẽ, cuối cùng không cách nào cảm ngộ. Trong mắt của hắn sáng lên một đạo quang mang, toàn tâm yên lặng tại thiên hỏa bên trong, đồng thời hắn một bên tu luyện nguyên lực, một bên luyện hóa linh hồn linh dược, để nguyên lực cùng linh hồn đồng thời trở nên cường đại. Cũng may mắn giang giật có thiên nhân hợp nhất trạng thái, nếu không nếu là người khác đồng thời tiến hành ba loại tu luyện không phải tẩu hỏa nhập ma không thể. Thiếu ra, ta nhất định sẽ cảm ngộ mặc vũ thần công đệ tứ trọng, chỉ cần cảm ngộ đệ tứ trọng, ta cũng có thể đạt tới chân thần thực lực. Đến lúc đó liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng lên giới, tìm kiếm phu nhân. Giang tiểu nô lặng yên nỉ non một tiếng, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Giang giật nguyên lực cùng linh hồn từ từ mạnh lên, vẻn vẹn thời gian nửa năm, tại 10 vạn lần cao tốc tu luyện phía dưới, thứ 8 khỏa tinh thần nguyên lực đã tu luyện một nửa, đoán chừng thời gian một năm tuyệt đối có thể dị biến. Linh hồn tiến triển cũng rất nhanh, tiểu hỏa long kiếm biến lớn gấp đôi, phía trên linh hồn chi lực dâng trào. Nhóm thứ hai linh hồn bổ dưỡng linh dược vận chuyển vào, tập thiên tinh giới tất cả linh hồn bổ dưỡng linh dược, giống như giang giật linh hồn còn không thể thuế biến, hắn có thể tìm một khối đậu hũ đụng chết. Đáng tiếc, đạo văn cảm ngộ giang giật vẫn là không có một tia tiến triển, đã qua nửa năm, cái này đạo văn còn không có lĩnh hội, đằng sau nhưng còn có khó khăn nhất xung hợp A. Thời gian kéo càng lâu giang giật nội tâm hội càng lo lắng, tâm tính vừa loạn, bắt đầu tìm hiểu đến nhận việc lần công nửa dạng này tiến vào một cái vòng lặp vô hạn, Giang Giật cũng tình tưởng nhưng căn bản không có cách nào khống chế tâm tình của mình. Tám tháng sau, Giang Giật mở mắt, hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ, hắn biết rõ tiếp tục nữa sẽ triệt để xong đời, hắn cần điều tiết thoáng cái cảm xúc. Hắn nhìn thoáng qua bế quan Giang Tiểu Nô, quả quyết truyền tống ra huyền thần cung. Hắn vẫy lùi bất tử bộ lạc đại tù trưởng, nói cho hắn biết như Giang Tiểu Nô xuất quan, liền nói hắn tùy ý đi dạo, rất nhanh hội trở về một mình hắn hướng sâu trong núi lớn đi đến, hắn ép buộc chính mình quên tất cả áp lực cùng phiền não, quên hết mọi thứ ồn ào náo loạn, một cái tại trong núi lớn hành tẩu. Hắn ngơ ngơ ngác ngác tại trong núi lớn bôn tẩu, không có tận lực đi để ý tới phương hướng, gặp đường tựu đi, gặp giã thú tựu đánh giết. Cứ như vậy chạy hết tốc lực mười mấy ngày về sau, hắn đột nhiên phát hiện đi tới một cái quen thuộc địa phương, hắn lại đi tới thánh hoàng thành mặt phía bắc cái kia trên vách đá, cái này bên dưới vách núi liền là hư không cổ đạo, thông qua hư không cổ đạo có thể truyền tống đi huyền thần sơn. Hư không cổ đạo vẫn thạch sát trận, hắn đôi mắt mông lung nhìn qua phía dưới xương trắng vần quanh vách núi, sau nửa canh giờ hắn đột nhiên đôi mắt sáng lên, sau đó thế mà trực tiếp hướng vách núi phía dưới nhảy xuống. Giống như cho người khác nhìn thấy khẳng định hội coi là giang giật điên rồi, lần này hắn cũng không có mang theo huyền thần cung, vẫn thạch sát trận một kích cuối cùng bằng vào phòng ngự của hắn là tuyệt đối không ngăn nổi. chương 1281, Thổ hệ Đạo Văn, Giang giật không phải điên rồi. Đương nhiên, ngoại bộ áp lực cũng làm cho hắn càng thêm xúc động một chút. Đã qua 8 tháng, đạo văn nhưng không có bất luận cái gì tiến triển. Thời gian 10 năm nói trưởng rất dài, nói ngắn lại phi thường ngắn. Đi thượng giới ai biết là cái gì tình huống vạn nhất 10 năm cũng không tìm tới huyền đế cùng y phiêu phiêu đâu vạn nhất tìm tới các nàng cũng không có cách nào đâu thiên tinh giới ức vạn vạn con dân sinh tử tồn vong, thê tử của hắn bằng hữu huynh đệ tộc nhân sinh tử tồn vong, tựa như một cái treo lên đỉnh đầu như lưỡi dao, để hắn thở không nổi, cái này 8 tháng đến, hắn thậm chí đều không ngủ một ngày tốt cảm giác, mỗi lần nhắm mắt trong đầu của hắn liền sẽ hiển hiện vô số minh tướng phá vỡ thiên trận, xông vào thiên tinh giới đem chỗ khuyên người tàn nhẫn giết chết, đem y thiền tô như tuyết doãn nhược băng mà yêu nhi tiền vạn quán chiến vô song giang vân hải bọn người từng cái xé thành vỡ nát. Hắn tiến vào hư không cổ đạo, xông vẫn tinh sát trận kỳ thật cũng không phải là muốn chết. Mà là hắn tại thời khắc này nghĩ thông suốt một cái đạo lý, vẫn tinh sát trận là một đầu tử lộ, giống như hắn không có huyền thần cung là tuyệt đối sông không qua những người còn lại không có đạt tới năm đó huyền đế thực lực những người còn lại cũng căn bản sông không qua huyền đế không có khả năng bố trí một đầu tuyệt đối tử lộ sở dĩ cái này vẫn tinh sát trận bên trong có một chút hy vọng sống sinh cơ ngay tại ở vẫn tinh sát trận bên trong ẩn chứa cường đại đạo văn giống như có thể cảm mộ cái này đạo văn cái này vẫn tinh sát trận tiện tay có thể phá đưa tử địa mà hậu sinh giang giật phát hiện một vấn đề hắn người này càng là nguy hiểm cục diện càng dễ dàng kích phát tiềm năng, cảm mộ đạo văn cơ hội sẽ càng lớn. Ngược lại để hắn thành thành thật thật cảm giác ngộ thiên tranh những này tương đối khó một chút, dù tẩu tại đường danh sinh tử, là một loại phi thường kích thích cảm giác. Hắn thích loại cảm giác này, sở dĩ hắn không do dự nhảy xuống. Không thành công, tiện thành nhân, chuyện còn lại hắn không muốn suy nghĩ nhiều, hắn lần nữa dùng mạng của mình đi đánh cược một lần. Ông, bạch quang lóe lên, trước mắt hắn một hoa, lần nữa đi tới đầu kia đen nhánh hư không cổ đạo bên trong thân thể của hắn nhanh chóng hạ xuống, bốn phía không có một chút sáng ngời, đen nhánh làm cho người khác tim đập nhanh, bên tai phong hô hô thổi. Tiến vào nơi này sau giang giật nội tâm dù sao càng thêm bình tĩnh, hắn đã không có đường khác có thể đi, hoặc là chết đi, hoặc là cả mộ vẫn tinh sát trận bên trong cường đại đạo văn. Thiên nhân hợp nhất, hắn không có phóng thích thần thuẫn, cũng không có phóng thích thiên đế thuẫn, mà là nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tinh tế cảm ứng thế giới này, cảm ứng bốn phía ba động, cảm ứng trong này ẩn chứa đạo vận. Vù vù, bên trái rất nhanh truyền đến một đạo tiếng xé gió, mấy cái nhỏ bé thạch đầu phá không mà đến, tốc độ so giang tiểu nô nhanh hơn, chỉ là trong chớp mắt tựu đã tới giang giật bên người. Hắn không có vùng vẩy nắm đấm, đánh nát tiểu thạch đầu, cũng không có phóng thích thiên đế thuẫn, mà là mặc cho thạch đầu đánh chúng tại huyền thần khải bên trên. Hắn không dám có bất kỳ cử động, dễ dàng như vậy phân tâm, hắn muốn hết sức chăm chú đi cảm mộ những này vẫn thạch bên trong ẩn chứa đạo vận đi cảm mộ bên trong huyền cơ cái này thạch đầu là một loại tương đối cứng rắn thạch đầu cũng không có chỗ đặc thù bởi vì tại cao tốc phi hành thuật dưới sinh ra to lớn lực trùng kích thiên hạ võ công duy khoái bất phá chẳng lẽ nơi này ẩn chứa một loại tối cường phong hệ đạo văn thế nhưng là tối cường phong hệ đạo văn không phải lục tinh phán quyết phong nhận sao đây không phải trí cao đạo văn a giang giật trong đầu đều là nghi hoặc nguyên tố đạo văn tối cao cấp bậc chỉ có lục tinh thiên địa đạo văn có thể đạt tới cửu tinh, trí cao đạo văn mới có thể mượn nhờ thiên địa chi lực. Giống như vẫn tinh sát trận bên trong chỉ có thể ẩn chứa một cái phong hệ đạo văn, như vậy lần này hắn vào đây liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Không đúng, Giang giật rất nhanh lắc đầu lắc đầu, một cái phong hệ đạo văn là không thể nào tạo thành như thế cường đại lực sát thương, hắn nhất định là cảm mộ sai phương hướng. Trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động, phân tích thôi diễn, bên kia mấy cái tiểu thạch đầu đã phóng tới, hung hăng nện ở hắn huyền thần khải bên trên, thạch đầu hóa thành vỡ nát thân thể của hắn bị nện đến lướt ngang mà đi bất qua phía trước mấy vòng công kích không phải rất cường đại cũng sẽ không để hắn thụ thương a à, thạch đầu không thấy nhìn hóa thành bột mịn nhưng thật ra là biến mất giang giật lại phát hiện một vấn đề những cái kia thạch đầu đụng vào trên người hắn về sau thoáng cai biến mất giống như không phải tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới hắn khẳng định không thể nhận ra cảm giác bởi vì hắn giờ khắc này ở cao tốc trong khi rơi Chẳng lẽ là thổ hệ đạo văn những này thạch đầu là thiên địa bên trong thổ hệ nguyên tố ngưng tụ mà thành nhưng thổ hệ tối cao đạo văn cũng chỉ có lục tinh A còn giống như là một cái đại địa chi thuẫn, phòng ngự đạo văn. Giang giật không nghĩ ra, thổ hệ đạo văn gần như đều là phòng ngự loại, bởi vì đại địa đại biểu nặng nề, đại biểu cứng cỏi, đại địa vô biên vô hạn, thổ chi lực vô cùng vô tận, sở dĩ thổ hệ đạo văn là tốt nhất phòng ngự đạo văn. Đây không phải thổ hệ đạo văn, Giang giật rất nhanh lắc đầu, thổ hệ cao cấp đạo văn đều là phòng ngự loại hình, là không thể tạo thành như thế cường đại lực công kích. Thân thể của hắn không ngừng hạ xuống, không ngừng có vẫn thạch đập tới, thân thể của hắn bị nện đến đập tới, hắn đều không có lấy ra thiên đế thuẫn phòng ngự, một lòng yên lặng tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, cảm ngộ cái này vẫn tinh sát trận bên trong huyền cơ, từng cái phán đoán, phân tích, thôi diễn, xác minh. Chẳng lẽ đây là không gian đạo văn, tại không gian lực lượng lôi kéo dưới, cao tốc phi hành, kéo theo cường đại sức mạnh công kích. Không đúng, kề bên này cũng không có không gian lực lượng lưu động. Chẳng lẽ là thời gian đạo văn để vẫn thạch lúc công kích thời gian trôi qua nhanh lên gấp 10, gấp trăm lần dạng này tăng lên vẫn thạch tốc độ? Hay là, đây là không gian đạo văn cùng phong hệ, thổ hệ dung hợp đạo văn? Đã công kích hơn 10 đợt, vẫn thạch càng lúc càng lớn, số lượng càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, giang giật bằng vào huyền thần khải cùng nhục thân ngăn cản đưa tới đã rất khó. Thân thể truyền đến trận trận đau đớn, không bằng hắn chính mình cũng không có ý thức được, vẫn như cũng nhanh chóng vận chuyển não hải, lặp đi lặp lại thôi diễn. Vù vù, lại là một vòng vẫn thạch đập tới, lần này giang giật trùng điệp bị đập bay ra ngoài, ngược tụ huyết sốt của ép không được cuồng phún ra, hắn theo thiên nhân hợp nhất trong trạng thái tỉnh táo lại, hắn nhìn qua nhanh chóng biến mất vẫn thạch, đột nhiên có một loại minh ngộ. Không có không gian chi lực, tốc độ thời gian trôi qua không có tăng tốc, cũng không có phong lực, chỉ có thổ chi lực ba động, chuyện này chỉ có thể là thổ hệ đạo văn. Giang giật giờ khắc này vô cùng khẳng định đây là thổ hệ đạo văn, bất kỳ cái gì đạo văn đều sẽ có thuộc tính chi lực. Không có khả năng không gian đạo văn sử dụng chính là hỏa chi lực, thủy chi lực. Đó căn bản nói không thông, sở dĩ cái này vẫn tinh sát trận bên trong ẩn chứa đạo văn chỉ có thể là thổ hệ đạo văn. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, nguyên tố đạo văn cao nhất chỉ có thể là lục tinh, mà lại thổ hệ đạo văn theo Giang giật biết, gần như đều là phòng ngự đạo văn. Nguyên tố đạo văn liền là nguyên tố đạo văn, lại thế nào có thể sẽ trở thành thiên địa đạo văn, càng không khả năng là trí cao đạo văn. Mặc kệ, trước lĩnh hội cái này thổ hệ đạo văn, mạng sống quan trọng. Giang giật tay trái sáng lên, thiên đế thuẫn xuất hiện, tay phải hỏa long kiếm hiển hiện, thể ngoại cương phong thần lá chắn ngưng kết. Hắn không dám ở chủ quan, phía sau công kích hội càng ngày càng hung tàn, hắn như tiếp tục như vậy xuống dưới, đoán chừng đạo văn còn không có cảm ngộ, hắn liền sẽ bị đánh chết tươi. Còn có 10 đợt công kích, có chừng là ba nén hương thời gian, cái kia đạo kinh khủng lôi điện sẽ tiến đến, nếu như ta không thể lĩnh hội cái này thổ hệ đạo văn, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Giang giật đôi mắt như băng, nguy cơ sinh tử cũng làm cho toàn thân hắn đều run rẩy, não hải cao tốc vận chuyển, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, đem hết toàn lực lĩnh hội vẫn tinh sát trận bên trong thổ hệ đạo văn. Chương 1282, trung cực đạo văn. Sinh tử một đường, Giang giật bắc thịt toàn thân run rẩy, khí huyết quay cuồng, tim đập rộn lên, huyết dịch lưu động tốc độ tăng nhanh gấp 10, huyết dịch lưu động quá nhanh, sẽ để cho đầu càng thêm rõ ràng, vận chuyển tốc độ càng nhanh. Kỳ thật Giang Giật không biết là máu của hắn không phải phổ thông huyết dịch, bên trong trải thượng giới cường đại thần tộc huyết dịch, huyết dịch này tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết có thể làm cho đầu óc hắn vận chuyển tốc độ đạt tới nghìn lần, vạn lần. Đây cũng là Giang Giật trước kia nhiều lần nguy cơ sinh tử lúc, đều có đột phá duyên cớ, y phiêu phiêu mặc dù không có cái gì cho Giang Giật lưu lại, nhưng Giang Giật trong thân thể ẩn chứa thần chi tinh huyết, bản thân cái này liền là một loại rất nghịch thiên tồn tại. Giờ phút này Giang giật chính mình cũng không biết, đầu óc hắn vận hành tốc độ đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng. Linh hồn của hắn trở nên rất cường đại, cái này cũng có thể ảnh hưởng não hải vận chuyển tốc độ, nặng hơn ra chỉ dưới, hắn mỗi một hơi thở thời gian đều có thể so bình thường vạn hơi thở thời gian, cũng liền nói hắn dưới loại trạng thái này một canh giờ, chẳng khác nào đi qua một vạn canh giờ. Vù vù, một đợt vẫn thạch công kích mà đến, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, hắn tinh tế cảm giác cái này không gian ba động, cảm ứng những cái kia vẫn thạch quỹ tích bay, tốc độ phi hành, phi hành góc độ vân vân. A à, những này vẫn thạch xoay tròn góc độ có vấn đề. Hắn chợt phát hiện một cái vấn đề rất lớn, mỗi một khỏa vẫn thạch bay tới thời điểm đều sẽ cao tốc vận chuyển, bởi vì vẫn thạch tốc độ phi hành quá nhanh, giống như bằng vào mắt thường đi xem, người bình thường sẽ không chú ý tới. Giang giật vừa rồi đã chú ý tới, nhưng hắn cũng không hề để ý, hắn cho rằng xoay tròn không xoay tròn còn không phải thạch đầu sao khác nhau ở chỗ nào giờ phút này hắn phát hiện những này vẫn thạch xoay tròn phương hướng hoàn toàn không đúng có là bên trái hướng xoay tròn có là bên phải hướng xoay tròn có là phía trên hướng có là phía dưới hướng mà lại sở hữu vẫn thạch xoay tròn góc độ đều có một ít sai lầm không có một viên vẫn thạch là giống nhau góc độ phanh 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 vẫn thạch toàn bộ đập tới giang giật bắn ra đồ thần chảm hủy đi mấy cái lớn nhất vẫn thạch một bên khác bằng vào thiên đế thuẫn ngăn trở còn lại chỉ có thể dựa vào cương phong thần thuẫn cùng huyền thần khải nhục thân kháng trụ chẳng lẽ những này vẫn thạch góc độ quỹ tích xoay tròn góc độ tạo thành một cái thần kỳ thiên trận vẫn thạch càng nhiều ngày này trận tựu càng mạnh sở dĩ tốc độ hội càng nhanh lực công kích càng hung tàn giang giật trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ như vậy cũng tốt so lôi hỏa thần thuẫn cương phong thần thuẫn bên trong có một lộ tuyến đồ dựa theo cái này tuyến lộ đồ, đồ cao tốc vận chuyển có thể hình thành một loại nào đó thần kỳ đại trận có thể có được vô tận diệu dụng. Hiu 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 hiu, đợt tiếp theo công kích tới, Giang giật toàn bộ tinh thần khóa chặt những cái kia vẫn thạch xoay tròn góc độ, quả nhiên cùng vừa rồi đồng dạng, mỗi một khắc vẫn thạch xoay tròn góc độ căn bản không giống, đều có một tia sai lầm. Giang giật cũng không hiểu cảm giác, những cái kia vẫn thạch phi hành quỹ tích bên trong đều có một loại kỳ diệu đạo vật, giờ khắc này hắn triệt để không đi quản chuyện bên ngoài, không phóng thích hỏa long kiếm công kích, không phóng thích cương phong thần thuẫn. Trong đầu của hắn hiển hiện mấy trăm điểm sáng, kia mấy trăm điểm sáng tựa như vẫn thạch đồng dạng, cao tốc xoay tròn cùng phi hành, hắn trong đầu mô phỏng vẫn thạch phi hành tràng cảnh, hắn muốn tìm hiểu bên trong ẩn chứa đạo vận cùng áo nghĩa. Phanh phanh phanh, mấy trăm mai vẫn thạch có hơn phân nửa đập vào trên thân thể của hắn, mặt khác gần một nửa bị thiên đế thuẫn chặn. Cái này tấm chắn bị giang giật luyện hóa, sẽ tự động đi theo hộ chủ. Giang giật thân thể bị đập bay ra ngoài, lực lượng cường đại thông qua huyền thần khải truyền lại đi vào, để hắn nhục thân bị trọng kích, một vòng này công kích mặc dù không có đem hắn xương cốt chấn vỡ, nhưng có mấy cây vẫn là đánh rách tả tơi, nội tạng cũng thụ thương. Phốc, hắn phun ra một cái tụ huyết, cũng không có tỉnh táo lại, hắn quên đi hết thảy, quên đi sinh tử, toàn tâm yên lặng trong đầu kia mấy trăm điểm sáng bên trong, một phỏng xuất hiện vẫn thạch phi hành tràng cảnh, tìm kiếm bên trong huyền cơ cùng thiên địa chi lý. Phanh phanh phanh, một đợt lại một đợt vẫn thạch gào thét mà đến, lần lượt đem giang dập nện đến ở giữa không trung lướt ngang, lăn lột, hắn huyền thần khải bên trên đều bị máu tươi nhiễm đỏ, xương cốt đoạn mất ít nhất mười mấy cây, nội tạng bị kịch liệt chấn động, nhưng hắn vẫn là không có tỉnh táo lại, vô dụng đồ thần chảm công kích. Cuối cùng ba đợt, vẫn thạch biến thành kỳ dị hàn thiết, những ngày hàn thiết thể thích nhỏ, độ cứng là vẫn thạch gấp 10 gấp trăm lần, lực công kích cũng lớn mấy chục lần, giang giật giống như còn không tỉnh táo qua, đoán chừng đợi không được cuối cùng một đợt lôi điện công kích. Ha ha ha, tại đợt thứ hai hàn thiết công kích mà khi đến, Giang giật đôi mắt rốt cục khôi phục thanh minh, hắn cười ha hả. Mặc dù bởi vì cười to đã dẫn phát kịch liệt ho khan, liên lụy toàn thân một trận tê tâm liệt phế đau đớn, trong miệng tiên huyết cũng tuôn ra, nhưng hắn trên mặt đều là vui mừng, bởi vì hắn rốt cục cảm ngộ vẫn tinh sát trận. Đây quả nhiên là thổ hệ đạo văn, bất quá đạo văn này quá thần kỳ, lợi dụng thiên địa bên trong thổ chi lực, ngưng tụ ra vẫn thạch, sau đó khống chế vẫn thạch cao tốc xoay tròn, để bọn chúng lẫn nhau ở giữa sinh ra to lớn hấp lực, chế tạo tốc độ khủng khiếp, từ đó dẫn phát cường đại lực công kích. Đây không phải nguyên tố đạo văn, nguyên tố đạo văn không có khả năng có như thế cao thâm áo nghĩa, như thế hung tàn lực công kích. Còn có những này hàn thiết, những thứ này, căn bản không phải hàn thiết, mà là vẫn thạch tại nghìn lần vạn lần cao tốc vận chuyển dưới, đem bên trong tạp chất thiêu đốt, không ngừng rèn luyện phía dưới, ngừng kết thành một loại cường đại vẫn thạch. Thiết là quảng sắt dung luyện mà thành, quảng sắt là thổ chi lực thai ngén mà ra, thật thần kỳ đạo văn giang giật khoái ý hét lớn đối mặt bốn phương tám hướng phóng tới hàn thiết lần này hắn không có nửa điểm ý sợ hãi còn đem thiên đế thuẫn thu vào hai tay của hắn kết ấn hấp thụ thiên địa bên trong thổ nguyên tố trong lòng bàn tay hắn hào quang màu vàng đất lấp lánh đột nhiên hướng hai bên vỗ tới từng cái to lớn vẫn thạch dần dần thành hình hắn chỉ là trong nháy mắt tự ngưng tụ mấy trăm vẫn thạch sau đó quát lớn vẫn thạch sát trận thành mấy trăm khỏa to lớn vẫn thạch lập tức cao tốc xoay tròn dựa theo kỳ lạ góc độ tiếp lấy hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hắn vẫn thạch cùng vẫn tinh sát trận bên trong vẫn thạch xoay tròn góc độ hoàn toàn tương phản, nơi này vẫn thạch sẽ hình thành hấp lực, hắn vẫn thạch lại hình thành cường đại sức đẩy, mấy trăm mai vẫn thạch tốc độ càng lúc càng nhanh, phân biệt hướng những cái kia hàn thiết chuyển đi. Âm 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 âm, vẫn thạch tự nhiên không phải hàn thiết đối thủ, trình độ cứng cáp kém xa. Bất quá cái này chạm vào nhau về sau, toàn bộ phát sinh bạo tạc, tiếp lấy toàn bộ hư không cổ đạo một trận rung động kịch liệt, Giang giật phát hiện thân thể của hắn bên ngoài đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, tiếp lấy hắn bị truyền tống rời đi. Ta là huyền đế, chúc mừng ngươi, tìm hiểu bản đế tối cường trung cực đạo văn, vẫn thạch sát trận. Giống như ngươi là tử thần đại lục con dân, xin đừng nên làm hại thiên tinh giới nhân tộc, giống như ngươi là phía ngoài con dân, mời vĩnh viễn thủ hộ tử thần đại lục con dân. Cái này sao băng đại trận là trung cực đạo văn, đương nhiên. Đây là thiên tinh giới thuyết pháp, dựa theo thượng giới thuyết pháp, đây chỉ là một phổ thông pháp tắc hệ thổ mà thôi. Người cảm ngộ pháp tắc hệ thổ, lại ngưng tụ thần hạch, linh hồn tiến hóa đến thần hồn về sau, người đem có thể phi thăng thiên giới. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, giang giật trước mắt bạch quang lóe lên, phát hiện đến huyền thần sơn phía trên. Hắn sừng sững tại đỉnh núi, khóe miệng còn tại nhỏ máu, không bằng hắn cũng không có để ý, kinh ngạc đứng tại huyền thần sơn chi đỉnh, suy nghĩ ngàn vạn. Lời nói là huyền đế lưu lại, lời này hẳn là rất sớm đã lưu lại, nếu không huyền đế hẳn là sẽ không không biết hắn. Vẫn tinh sát trận quả nhiên không phải một đầu tử lộ, mà là một cái cường đại bí cảnh, thiên tinh giới nhất cường đại bí cảnh, bên trong lại ẩn chứa cái này một cái trung cực đạo văn. Huyền đế cũng làm cho Giang giật rất nhiều nghi hoặc mở ra, nguyên tố đạo văn cao nhất cũng không phải là lục tinh, nguyên tố đạo văn cũng có thể dung hợp thành trung cực đạo văn. Bất quá cái này trung cực đạo văn tại thượng giới tựa hồ phi thường phổ biến tại thượng giới gọi pháp tắc hệ thổ cái kia hẳn là là đạo văn tiến giai cao cấp hơn, càng huyền diệu hơn tồn tại, đây mới thực sự là thiên địa trí lý. Thiên tinh giới nhất cường đại trung cực đạo văn, tại thượng giới chỉ là phổ thông pháp tắc phía trên kia nên một cái như thế nào cường đại, đặc sắc thế giới A. Giang giật ngưỡng vọng hư không bên trên, tựa hồ thấy được một cái hảo hán vô biên, tràn ngập vô tận thần kỳ, thần bí, kích thích, đặc sắc thế giới. Khóe miệng của hắn cong lên một cái đường cong khẽ cười lên, bởi vì ngoài miệng đều là huyết, sở dĩ nụ cười này hiển nhiên phá lệ tà mị hắn đột nhiên giang hai tay ra giống to, thượng giới, chờ lấy ta, nửa năm sau ta liền có thể phá toái hư không, phi thăng lên tới. Trường 1283, mời Giang đế thu ta là linh thú. Vù vù, bên này dị động, đánh thức trông coi huyền thần Sơn chiến ra mấy tên trưởng lão, hơn 10 vị bốn ngũ tinh cường giả phi tốc sông lên đỉnh núi, nhìn thấy một cái toàn thân bị nhuộm đỏ thân ảnh mọi người khẽ giật mình. Thấy rõ ràng gương mặt kia về sau, mười mấy người bị hù dọa, Nhao nhào bay xuống quỷ xuống nói tham kiến Giang đế. Giang giật nhìn lướt qua mấy người, khoát tay áo, đồng thời lau lau rồi khóe miệng tiên huyết, lúc này mới nhếch miệng cười nói, được rồi, không có việc gì, các ngươi lui ra đi, ta cần tĩnh dưỡng một phen. Tuân mệnh, thời khắc này Giang giật cũng không phải năm đó Giang giật, vị này là thiên tinh giới vua không ngai, mặc dù hắn không muốn nhất thống đại lục, nhưng là chiến lực không thể tranh cãi đệ nhất. Liên đời thứ nhất chiến đế còn là bởi vì Giang giật xem chiến vô song mặt mũi, mới cho một cái đế tôn chi vị, cái này 10 cái chiến gia trưởng lão đối giang giật có thể nói e ngại tới cực điểm. Chờ chút, tại mọi người vừa mới chuẩn bị đi trở về lúc, giang giật đột nhiên lên tiếng nói, để chiến đế đưa tin cho Phật đế bọn hắn, liền nói ta nhiều nhất nửa năm liền có thể phi thăng, để đại gia yên tâm đi. Oanh, 10 tên trưởng lão thân con run lên, tựa như nổ lên một cái sấm sét giữa trời quang, như lời này không phải giang giật nói. Mọi người sẽ đi qua cho hắn một bàn tay để hắn thanh tỉnh thoáng cái. Bất quá mọi người rất nhanh tỉnh ngộ lại, toàn bộ lần nữa quỳ xuống quát lớn, chúc mừng Giang đế. Đi thôi, Giang giật khoát tay áo, nuốt hai cái thuốc chữa thương nhắm mắt chữa thương, hơn 10 người trưởng lão lập tức phái ra một người trở về đưa tin, những người còn lại giữ vững Huyền Thần Sơn. Đợi chừng thời gian một nén nhang mọi người còn khí huyết quay cuồng, bị Giang giật tin tức này chấn động đến có chút chưa tỉnh hồn lại. 26 tuổi lại muốn phi thăng, cái này tốc độ tu luyện so Huyền đế càng kinh khủng huyền đế 30 tuổi trở thành nhân tộc đại đế, sau đó bế quan 70 năm mới phi thăng. Giang giật 26 tuổi lại muốn phi thăng thiên tinh giới nhân tộc có câu nói, làm người làm như huyền đế, chỉ sợ về sau còn nhiều hơn một câu, làm người làm như giang đế. Đương nhiên, huyền đế năm đó hoàn toàn dựa vào chính là mình, thiên tinh giới không ai phi thăng qua, giang giật rất nhiều nơi đều dựa vào huyền đế vật lưu lại, bản thân cũng có được thần chi tinh huyết, sở dĩ bản về đến tư chất hắn cùng huyền đế hẳn là không sai biệt lắm. Phi thăng, đây là sở hữu võ giả ở sâu trong nội tâm mơ ước lớn nhất, rất nhiều võ giả tu luyện mục tiêu không giống, có người nghĩ ra đầu người địa, có người nghĩ đại phú đại quý thê thiếp thành đàn, có người nghĩ uy phong bát diện nắm giữ vạn người sinh tử, nhưng không thể phủ nhận là sở hữu võ giả nội tâm nguyện vọng lớn nhất, vẫn là hy vọng đạp vào võ đạo đỉnh phong, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, trở thành chân thần, bất tử bất diệt. Thiên tinh giới 100 vạn vạn hơn năm kỷ nguyên, không biết có bao nhiêu võ giả, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nhưng không có người nào phi thăng. Rất nhiều người tu luyện trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, đến chết đều hy vọng bước ra một bước kia, nhưng không có một người có thể thành công. Giang giật lại chỉ phí phí hết 26 năm, tự đạt đến vô số người cả một đời xa không thể chạm độ cao. Vù vù, huyền đế thành phương hướng vô số người phá không mà đến, chiến đế mang theo thành nội tất cả cường giả cuồng bay mà đến, thế hệ này chiến đế là chiến thiên lôi phụ thân, chiến thiên lôi chết tại giang giật trong tay, chiến đế giống như trong lòng không có biện pháp đó là không có khả năng. Bất quá giờ khắc này, nội tâm của hắn không dám có một tiêu án hận, ngược lại trong ánh mắt đều là hâm mộ và may mắn. Cùng Giang Giật là địch quả nhiên không phải một đầu sáng suốt con đường, may mắn chiến vô song cùng Giang Giật là huynh đệ, nếu không giờ phút này hắn không chỉ có không thành được đế tôn, đoán chừng huyền Vũ Thành đều muốn đổi chủ. Đem huyền thần Sơn vây quanh, bất kỳ người nào dám tới gần, giết chết bất luận tội. Chiến đế vung tay lên, để chiến ra cường giả thủ hộ huyền thần sơn chính hắn cũng xếp bằng ở huyền thần sơn giữa sườn núi thay giang giật hộ pháp chiến gia còn lại tộc nhân không biết thiên tinh giới nắm giữ một cái kinh thiên tai họa ngầm hắn là đế tôn một trong vẫn là có quyền lực biết đến giang giật là toàn bộ thiên tinh giới hy vọng hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian muốn phi thăng cũng chứng minh tất cả mọi người không có nhìn lầm hắn hiu 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 đại nửa ngày sau phật đế hiên đế doãn đế dạ hậu đường thần cơ mấy người cũng cùng nhau truyền tống mà đến nhận được tin tức sau mọi người là một khác đều ngồi không yên, muốn tới đây chứng thực thoáng cái. Đi qua 8 tháng, minh giới đại quân không có đến, cái này nói trời sáng luân đại trận có hiệu quả, cái kia cường giả bí ẩn khẳng định cũng sẽ không gạt người, giang giật đột phá, mọi người càng là thấy được một tuyến ánh dạng đông. Mọi người đồng dạng không có đi quấy giày giang giật, đều xếp bằng ở giữa sườn núi chờ đợi giang giật chữa thương hoàn tất. Thẳng đến 3 ngày sau giang giật mở to mắt, mọi người mới đằng không mà lên bay lên đỉnh núi. Giang giật, Tình huống như thế nào? Phật đế đầy mắt hy vọng quát khẽ, Giang giật nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười nói, Trung Cực Đạo Văn đã cảm ngộ, nguyên lực cùng thần hồn còn cần mấy tháng thời gian, ta trong vòng nửa năm hẳn là có thể phi thăng. Quá tốt rồi, Phật đế bọn người đôi mắt toàn bộ sáng lên, mang theo Giang giật bay thẳng Huyền Vũ Thành, một đường truyền tống về Giang Đế Thành, để Giang giật hảo hảo buông lỏng mấy ngày lại đi tử thần mật hải. Ba cái điều kiện bên trong khó khăn nhất Đạo Văn cảm ngộ đã thành công còn lại chỉ cần chăm chỉ tu luyện đều có thể nước chảy thành sông, giang giật cũng triệt để yên tâm, bồi tiếp tô như tuyết doãn nhược băng bọn người hảo hảo du ngoạn mấy ngày. Nửa năm sau hắn đem phi thăng, theo Phật đế nói, năm đó huyền đế đã từng lưu lại di huấn, phi thăng là không thể mang đi bất luận người nào, coi như đem người đặt ở huyền thần cung bên trong, đến lúc đó đồng giảng sẽ bị thiên địa pháp tác cưỡng ép ngưng lại. Sẽ còn bị cương phong rào sát, sở dĩ huyền đế năm đó một người cũng không mang đi, cuối cùng còn đem huyền thần cung cùng huyền thần đao cũng lưu lại. Nói cách khác, Giang giật nửa năm sau sẽ cùng chúng nữ ly biệt, chuyến đi này tiền đồ mịt mờ, lão giả thần bí nói hắn đi một lần thượng giới, sẽ gặp minh giới đại quân không có tận cùng truy sát. Có thể đi thượng giới, vậy cũng là các giới trí cường giả, bên trong chân thần vô số, nguy cơ tứ phía, Giang giật chính mình cũng không có lòng tin tìm tới huyền đế cùng y phiêu phiêu, sở dĩ hắn rất có thể vẫn lạc tại thượng giới, chuyến đi này nói không chừng tự cùng mọi người âm dương hay tạm biệt. Giang giật phá lệ chân quý cùng chúng nữ trung đụng thời gian, còn lại bất luận kẻ nào cũng không thấy, mỗi ngày mang theo mọi người du sơn ngoạn thủy, đi khắp giang ra bốn vực phong cảnh xinh đẹp nhất địa phương, đến trong đêm thay phiên sủng hạnh chúng nữ. Chúng nữ cũng buông ra thận trọng cùng ngượng ngùng, hàng đêm cùng giang giật hoan hảo. Các nàng biết không thể đi theo giang giật đi thượng giới sông sáo, các nàng chỉ có thể hy vọng cho giang giật lưu lại một cái hài tử, cũng giang ra lưu lại hương hỏa, cũng cho các nàng lưu lại một tia ký thác. Có lẽ là giang giật trong máu chảy xuôi thần chi huyết dịch, hay là nguyên nhân khác, Giang giật những năm này cùng chúng nữ nhân của hắn hoàn hảo vô số lần, nhưng một mực không có hài tử. Cái này khiến Giang giật rất là phiền muộn, gần nhất mấy ngày nay cũng phá lệ điên cuồng, cứu cầu tất ứng, may mắn hắn nhục thân cường đại, nếu không đoán chừng đều đi không được đường. Lão đại, người rốt cục trở về, tám thiên hậu, Giang giật vừa mới trở lại Giang đế thành, chuẩn bị trời sáng liền đi từ thần mật hải. Tiền vạn quán xải bước đi vào đây, lôi kéo Giang giật tựu đi, vừa đi vừa nói ra thiên thiên cùng hắc thần tới cũng chờ ngươi hai ngày các nàng còn sống giang giật giật mình lập tức đại hỉ huyền vũ thành bị hủy yêu tộc đại yêu toàn bộ bị chém giết ngao lư bị giết giang giật cho là nàng bọn họ đã sớm chết lại không nghĩ rằng còn sống hắn nhanh chân đi theo tiền vạn quán tiến vào một cái thiền điện thiền điện bên trong hắc thần như một tôn lãnh khốc sát thần đứng thẳng thiên thiên một đầu tóc lục phiêu diêu đẹp đến nỗi người lóa mắt giang giật còn chưa lên tiếng hắc thần đột nhiên trùng điệp quỳ xuống nói hắc thần gặp qua giang đế mời giang đế thu ta là linh thú ta muốn theo theo giang đế cùng một chỗ phi thăng đi thượng giới